cùng may mắn tâm lý bảo tồn lực lượng mới là vương đạo tốt giang giật ý tứ không sai biệt lắm liền là cửu dương thiên đế ý tứ ngụy thiên vương cùng vân thiên vương không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng sau đó giang giật bàn giao để cho hai người vận dụng huyết thảy lực lượng tìm kiếm thiên địa bản nguyên tìm kiếm kim chi nguyên làm người ta vội vàng rời đi giang giật thì tại hỗn độn thần chu bên trên chờ đợi tin tức dù sao tại cái này điệu thấp an toàn sẽ không bị phát hiện nửa ngày một ngày Thanh đế bên kia còn không có bất cứ tin tức gì, minh giới tự tựa như một tấm cự thú miệng lớn, thanh đế bọn người trở ra tự bị một cái nuốt vào. Giang giật trong nội tâm chẳng lành báo hiệu càng ngày càng đậm hơn, đều có chút đứng ngồi không yên. Một ngày rưỡi về sau, Ngụy Thiên Vương đưa tin tới, tìm được ba cái tử địa, rất có thể có thiên địa bản nguyên. Một cái ngay tại thiên tượng giới phụ cận, một cái khác tại thiên linh giới phụ cận, còn có một cái tại thiên hồng giới phụ cận. Ngụy Thiên Vương điều động tất cả lực lượng, sở hữu quan hệ, mới tìm được cái này ba cái tử địa. Trong thời gian ngắn muốn đi tìm kiếm cái khác thiên địa bản nguyên có thể sẽ rất khó, luôn không khả năng quang minh chính đại triệu tập sở hữu quân đội khắp thế giới đi lục soát như thế chẳng phải cho thấy bọn hắn còn tại cho giang giật hiệu lực. Có cái này ba cái bí cảnh cũng đầy đủ, giống như thực sự tìm không thấy kim chi nguyên, giang giật chỉ có thể mạo hiểm dưới hố trời. Giang giật rất mau đánh định chú ý, đi trước thiên tượng giới phụ cận tử địa, sau đó để ngụy thiên vương bang vội truyền đưa đi thiên linh giới, cuối cùng đi thiên hồng giới, giống như đều không có kim chi nguyên, trực tiếp dưới hố trời. Vân băng, quyết định chú ý về sau, Giang giật hạ lệnh, khống chế hỗn độn thần chu đi thiên tượng giới mặt phía bắc sát phụ bí cảnh, chờ ta thu lấy bên trong thiên địa bản nguyên về sau, nếu như không có kim chi nguyên, trực tiếp hồi trở lại thiên tượng giới. Tốt, Vân băng lập tức truyền lệnh, mười mấy chiếc hỗn độn thần chu trùng trùng điệp điệp hướng mặt phía bắc bay đi. Giang giật nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng sát phụ bí cảnh bên trong có kim chi nguyên. Thanh đế còn không có tin tức, lưu cho hắn thời gian thật có thể không nhiều lắm. chương 2043, tự dước lấy nhục. Chỉ có thổ chi nguyên, sát phố bí cảnh bên trong dò xét kết quả, để Giang giật thất vọng đến cực điểm. Bất quá ngụy Thiên Vương dò xét tình báo hồi báo lúc, Giang giật đã không có ôm bao lớn hy vọng, ngụy Thiên Vương nói bên trong trọng lực đặc biệt kinh khủng, Giang giật tự đoán được là thổ tri nguyên. Si hồng lập đi lập lại dò xét về sau, xác định không có bất kỳ cái gì còn lại thiên địa bản nguyên, mà lại nơi này thổ chi nguyên còn chưa không phải rất nhiều. Giang giật hấp thu về sau quả quyết về tới hỗn độn thần chu, để vân băng hồi trở lại thiên tượng giới. Giang giật ngụy trang thành cửu dương quân một người thống lĩnh, đi theo vân băng tiến vào một cái đến lúc tu kiến chạm trung chuyển, cưới truyền tống trận về tới thiên tượng thành. Ngụy thiên vương cùng vân thiên vương cũng không có thiết ra ngoài giang giật tình báo, để giang giật đi theo vân băng tại tòa thành bên trong nghỉ ngơi 10 cái canh giờ, sau đó bí mật theo thiên tượng giới nội ẩn che truyền tống thần trận truyền tống đi thiên linh giới. Vân băng một mực đi theo, có vân băng tại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Giang giật giả mạo vân băng hộ vệ, chỉ cần không tao ngộ phong đế cấp, không ai có thể khám phá thân phận của hắn, thiên linh giới bên trong không có phong đế cấp, cái này rất an toàn. Mặc dù không có phong đế cấp, nhưng lại có hai cái để giang giật cực kỳ nhân vật đáng ghét tỏa chấn thiên linh giới, linh phi tiên cùng tiểu nho đế. Hai vị này vốn là tại thiên cương giới chân giữ, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này thiên linh giới bên trong xuất hiện tiểu quy mô làm phản, có minh tộc gian tế ẩn núp vào đây, hai người mang theo quân đội tới chân áp. Vân băng đột nhiên truyền tống đến thiên linh giới, để cho hai người rất là ngoài ý muốn. Dù sao cửu dương quân giờ khác này ở thiên tượng giới chấn thủ, vân băng vì sao đột nhiên đến thiên linh giới coi như nàng có việc cũng là xoay chuyển trời đất hồng giới cửu dương thành A. Vù vù, nhận được tin tức về sau, hai người dẫn người bắn ra, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế con ngươi lạnh lùng liếc nhìn vân băng sau lưng năm tên hộ vệ, cũng không có phát hiện gì thường. Vân Tiểu Thư, Linh Phi Tiên nhìn chằm chằm vân băng, lạnh băng băng mở miệng nói, ngươi không tại thiên tượng giới ở lại, chạy đến thiên linh giới làm gì ngươi thế nhưng là phá thiên quân thượng tướng quân, không có quân lệnh tại sao có thể tự ý rời vị trí. Ha ha, từ lần trước Tu La Sơn Thiên Đình đoạt bảo về sau, vân băng cùng Linh Phi Tiên tự triệt để vạch mặt, song phương đều chẳng muốn trong lời nói khách sáo, Vân băng không yếu thế chút nào mắng trả lại, người cũng biết ta là thượng tướng quân, nếu như ta nhớ không lầm, hai vị chỉ là trước tướng quân vị A nhìn thấy bản thượng tướng quân, vì sao không quỳ xuống hành lễ các ngươi trong mắt nhưng còn có quân quy chuẩn mực. Ách, à, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế đều quên cái này một gốc dạ, thanh đế không tại, bán quái sơn nhân chủ sự tình, hai người chiến lực đều so vân băng mạnh, nhất thời nửa khắc ngược lại là không nghĩ tới vân băng chức quan so với các nàng cao. Vân băng nhìn lướt qua sau lưng các vị hộ vệ, Giang giật lập tức minh bạch ý tứ, binh khí trong tay xuất hiện, quát lạnh nói, hai vị đây là nghĩ xem thường thượng quan các người muốn tạo phản không thành. Ông ong, còn lại bốn tên hộ vệ nhau nhau lấy ra binh khí, đằng đằng sát khí, trong quảng trường linh tiên nhất tộc quân sĩ trong nháy mắt lấy ra binh khí, trong mắt đều là tức giận. Thiên linh thành tam tộc đại quân mấy trăm vạn, vân băng liền mang theo năm người dám như thế ngông cuồng cửu dương quân thế nhưng là bị thanh đế tuyết tàng chèn ép, vân băng lúc này tự dước lấy nhục A. À. Ha ha, Vân băng trong tay xuất hiện một khối ấn thạch, sắp hiện ra chàng tình huống ghi chép lại, đối mặt mấy ngàn quân sĩ cùng linh phi tiên tiểu nho đế, nàng không có nửa điểm e ngại, bởi vì Giang giật tự đứng ở sau lưng nàng, nàng khẽ kêu các ngươi là muốn tạo phản phải không có loại đem bản thượng tướng quân giết, ai dám động đến tay, ta lập tức truyền tống đi thiên cô giới, liên hợp 36 vị thiên vương tìm lân hậu sơn nhân các nàng phân xử thử, các ngươi tam tộc quân sĩ thật sự cho rằng hồng mông thế giới là các ngươi tại chúa tể. Người tới, nghe ta quân lệnh, vân băng dừng một chút, đằng đằng sát khí vẫn nổ quát, linh phi tiên, tiểu nho đế cùng những này quân sĩ nhìn thấy bản thượng tướng quân không chỉ có không hành lễ, ngược lại chống đối mạo phạm bản thượng tướng quân, dựa theo quân pháp có thể toàn bộ cầm xuống, như dám phản kháng theo quân quy trực tiếp giết chết. tuân mệnh, giang giật năm người trầm giọng hét lớn, chấn động đến rất nhiều quân sĩ đau cả màng nhĩ. trên quảng trường mấy ngàn người cũng mộng, vân băng lúc này sắp điên a, à. năm người muốn bắt lại bọn hắn mấy ngàn người. Linh phi tiên có được linh tiên yêu huyết, vậy coi như phong đế cấp đánh lén đều có thể chém giết a. Mà vân băng cái gì chiến lược phong vương cấp a, giang giật mang theo 4 cái phong vương cấp hộ vệ, hướng phía trước đi tán 3 bước, gầm thét toàn bộ quỳ xuống. Nếu không chúng ta chỉ có xuất thủ cầm xuống. Ong ong, mấy ngàn quân sĩ giận không thể nghỉ, nhao nhao lấy ra binh khí, chỉ cần linh phi tiên cùng tiểu nho đế ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể phản cầm xuống vân băng 6 người. Dừng tay, linh phi tiên vung tay lên sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Nàng không dám giết Vân Băng, nếu không việc này muốn đâm phá thiên. Đã không dám giết, kia Vân Băng tùy thời có thể dùng cầm ấn thạch đi đại náo, đến lúc đó lân hậu ngụy Thiên Vương bọn người ra mặt, sự tình tựu thật làm lớn chuyện. Bán quái sơn nhân chủ sự tình, rất nhiều người đối với cái này bất mãn, nếu các nàng cái này nháo cho sự tình, tuyệt đối sẽ bị bán quái sơn người trọng phạt. Hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, Linh Phi Tiên rất thức thời nàng vung tay lên mang theo toàn bộ người một gối quỳ xuống quát khẽ mà tướng tham kiến thượng tướng quân ha ha vân băng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt rất là thân hòa nói ra linh tiểu thư coi như hiểu lễ đã như vậy bản thượng tướng quân tự không truy cứu mở ra truyền tống trận ta muốn đi hư không bên ngoài hư không bên ngoài linh phi tiên trầm ngâm một lát hỏi thượng tướng quân đi hư không bên ngoài làm gì cơ mật vân băng đùa cợt cười nói ta tiếp vào khẩn cấp quân lệnh muốn chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ linh tướng quân dùng thân phận của ngươi còn không có tư cách chất vấn ta quan hơn một cấp đè chết người linh phi tiên mặc dù thân phận tôn quý nhưng cũng không có quá nhiều quân công vân băng một mực tại cửu dương trong quân làm tướng quân quân công hiển hách để bạt làm thượng tướng quân cũng không ai dám nói cái gì giờ phút này tiểu ăn thiệt thòi ở chỗ chức quan dù sao thanh đế quân pháp rất nghiêm ngặt sự tình làm lớn chuyện đối với tam tộc ảnh hưởng thật lớn Linh Phi Tiên nghĩ nghĩ nói ra, gần nhất thiên linh giới xuất hiện mấy lần làm phản, có minh tộc gian tế tiềm phục tại trong quân đội, bên ngoài còn có minh vương ẩn núp. Vân băng tiểu thư thân phận tôn quý, mà tướng cũng không yên tâm ngươi ra ngoài, vạn nhất xuất thế mà tướng không đảm đương nổi. Như vậy đi, mà tướng mang 30 vạn quân đội hộ tống, thượng tướng quân chấp hành nhiệm vụ, chúng ta không tới gần chính là. Ách, Vân băng cùng Giang giật nội tâm có chút kinh ngạc, xem ra Linh Phi Tiên có chút hoài nghi A à Giang giật nghĩ nghĩ truyền âm nói, các nàng nghĩ dám thì chúng ta ngươi để linh phi tiên một người đi theo nhìn nàng có dám theo hay không đến vân băng nội tâm mừng rỡ gật đầu nói linh tướng quân có này hảo ý ta tựu từ chối thì bất kính bất quá ta liền rời đi thiên linh giới không xa cái này bên ngoài đều là quân đội cũng không cần quân đội bảo vệ a à giống như linh tướng quân lo lắng an toàn của ta ngươi tự mình hộ vệ là được linh tướng quân chiến lực nhưng so sánh phong đế cấp tao ngộ minh vương lại có sợ gì linh phi tiên cùng tiểu nho đế liếc nhau lần này đến phiên hai người có chút không biết làm sao linh phi tiên hoàn toàn chính xác hoài nghi giang giật ở bên trong nghĩ dám thị giang giật nhìn xem đến cùng làm cái quỷ gì nhưng giờ phút này vân băng để một mình nàng đi theo nàng lại có chút không dám làm sao vân băng sắc mặt lạnh lẽo khiển trách linh tướng quân nghĩ kháng mệnh vẫn là lời nói mới rồi là trêu đùa bản thượng tướng quân vân băng vênh váo hung hăng đốt đốt ép sát linh phi tiên chỉ có thể cắn răng nói ra tốt mà tướng tự tự mình hộ tống vân thượng tướng quân. Ngớ ngẩn, Giang giật mặt không biểu tình, nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Linh phi tiên đây là tốt phết sẹo quên đau đúng không lần này nếu là không biết tốt xấu, hắn tự thật không định khách khí. chương 2044, kìm lòng không được. Thiên linh giới phía tây có một vùng đất chết, nơi này không ai dám tiến vào, bởi vì đi vào trinh sát đều đã chết. Tự liền một cái ngụy đế cấp đi vào đều kém chút không có ra, sở dĩ trong quân nghiêm lệnh đi cái này từ địa phụ cận. Giang giật bọn người truyền tống ra một trong đó chuyển chạm, đi hư không bên ngoài về sau, Vân Băng lấy ra hỗn độn thần chu, trực tiếp mang theo Giang giật 5 người đi vào. Nhìn thấy Linh Phi Tiên không nhúc nhích, Vân Băng đứng tại hỗn độn thần chu bên ngoài hỏi, Linh tướng quân, làm sao không tiến vào? Linh Phi Tiên có chút sợ hãi, chỉ là như thế thời khắc nàng có thể làm sao chỉ có thể kiên trì lên hỗn độn thần chu. Vân Băng một người đi trước khoang thuyền, Giang giật 5 người ngồi ở phía sau khoang thuyền, Linh Phi Tiên tìm một vị trí chính mình ngồi xuống mặt không biểu tình, lặng yên quan sát đến Giang Giật năm người. Giang Giật đang ngồi trầm mặc, một cái phong vương cấp khống chế hỗn độn thần chu hướng cái kia tử địa bay đi, mấy cái khác phong vương cấp hộ vệ đồng dạng trầm mặc không nói. Các loại chờ hỗn độn thần chu bay mất vạn lý về sau, Giang Giật để Si Hồng nhô ra thần thức, quan sát tình huống xung quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi xa tiểu nho đế mang theo đại quân xa xa đi theo, đại quân khoảng chừng mấy chục vạn người, bất quá cũng không có phong đế cấp cường giả, mấy chục vạn quân đội, giang giật căn bản không thèm để ý, coi như đến cái phong đế cấp hắn cũng không quan trọng. Thanh đế không tại, ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đâu. Bất quá phía sau đi theo mấy chục vạn quân đội giám thị, tổng bất lợi với hắn hành động, hắn nghĩ nghĩ truyền âm cho Vân Băng nói, đằng sau có cái đuôi đâu, ra tốc vứt bỏ, bọn hắn thần thức không mạnh, truy tung không đến, ngươi theo ta chỉ thị hành tẩu. Vân Băng đưa tin cho khống chế hỗn độn thần Chu Phong Vương cấp, để hắn nghe theo Giang Giật chỉ thị hỗn độn thần chu thoáng cái tốc độ đạt tới cực hạn hướng phía nam bay đi, tiếp lấy lại về phía tây bên cạnh phi hành, lượn quanh một vòng tròn lớn đi tây bắc biên. Si hồng thần thức cường đại, phía sau hỗn độn thần chu không dám đi theo quá gần, chỉ là hơn một canh giờ sau liền thành công thoát khỏi, cái này hư không quá lớn, muốn tìm một chiếc hỗn độn thần chu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ách, à, Linh Phi Tiên một mực tại quan sát tình huống, nàng đã sớm phát hiện hỗn độn thần chu dị trạng, chỉ là ngay từ đầu nàng không tiện nói gì. Dù sao Vân Băng nói đây là bí mật hành động, nàng luôn không khả năng để hỗn độn thần chu thả chậm tốc độ, khống chế hỗn độn thần chu hành tẩu phương hướng A. Trong hư không lượn quanh lớn như vậy một vòng, Linh Phi Tiên không cần đoán đều biết phía sau quân đội bị quăng mất, nàng không có khả năng ngay trước mấy cái phong vương cấp trước mặt, cho tiểu nho đế đưa tin A. Giang giật một mực không có đi xem Linh Phi Tiên, bất quá có thể lặng yên cảm ứng được nàng khí thức không thuật, rõ ràng nội tâm thầm giận không thôi. Giang giật nội tâm khẽ động, đột nhiên truyền âm cho một cái phong vương cấp, đi trêu đùa Linh Phi Tiên, yên tâm, hết thảy có ta. Cái kia phong vương cấp là trước kia bắt được Giang giật người, biết rõ Giang giật thân phận. Hắn ngay từ đầu bị hù dọa, sau đó lại nội tâm hưng phấn không thôi. Có Giang giật tại cái này hắn sợ cái gì Linh Phi Tiên thế nhưng là nhân gian tuyệt sắc, là cấp cao nhất tiểu thư, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lập tức, cái này tên là hiên viên long phong vương cấp lập tức sắc mị mị hướng Linh Phi Tiên nhìn lại, cũng không nói chuyện, tự con mắt nhìn chằm chằm vào linh phi tiên hùng vĩ cùng đôi chân dài trên dưới liếc nhìn. a à, còn lại các vị phong vương cấp có chút kinh ngạc hiền viên long điên rồi sao cư nhiên như thế lớn mật linh phi tiên nếu là trong cơn giận dữ trong nháy mắt có thể miểu sát hiền viên long a còn lại các vị phong vương cấp chỉ có một người biết rõ giang giật thân phận hắn lập tức minh bạch cũng bắt đầu vụng trộm liếc nhìn linh phi tiên giang giật cũng giống như thế giống như giờ phút này quá mức chất phát ngược lại sẽ bị nhìn ra vấn đề thật can đảm như thế quang minh chính đại khinh nhường nàng, Linh Phi Tiên lập tức giận tím mặt, trên thân đằng đằng sát khí, nàng nhìn chằm chằm hiên viên long quát lạnh nói, người muốn chết không thành. Hiên viên long liền vội vàng đứng lên khoát tay, thở dài nói, Linh Tiểu Thư đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, tại hạ hiên viên gia trưởng tử, đối với Linh Tiểu Thư nhất là ngưỡng mộ. Không nghĩ tới đời này còn có thể có cơ hội cùng Linh Tiểu Thư cùng ở một phòng, sở hữu có chút kìm lòng không được, mời Tiểu Thư nhiều hơn thông cảm. Hừ hừ, Linh Phi Tiên hừ lạnh hai tiếng, lại là không có động thủ, ngược lại hồ nghi nhìn hiên viên Long Đạo, ngươi là hiên viên gia cái nào hiên viên gia tộc trưởng là ai? Hiên viên Long đang muốn trả lời, Giang giật đột nhiên truyền âm cho hắn nói, nói mập mờ điểm. Hiên viên Long trần chờ một trận nói ra, Linh Tiểu Thư đây là muốn tra hộ tịch sao đương nhiên là thiên hồng giới hiên viên gia, tộc trưởng là gia gia của ta. Hiên viên Long trần chờ, còn có lời ngữ bên trong mập mờ để Linh Phi Tiên quả nhiên đem lòng sinh nghi, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển cười ha hả nói, hiên viên công tử rất ngưỡng mộ ta. Linh Phi Tiên trở mặt trở nên nhanh như vậy, để hiên viên Long đều có phản ứng không kịp, giang giật âm thầm lắc đầu truyền âm cho hiên viên Long đạo, người nói ngưỡng mộ đã lâu, có thể cưới Linh Tiểu Thư làm vợ, kia là sở hữu thiên hồng giới trong lòng nam nhân mộng tưởng. Hiên viên Long lập tức tỉnh ngộ, dựa theo giang giật lặp lại một lần, Linh Phi Tiên nhìn thấy hiên viên Long lại trần chờ, nội tâm càng thêm hoài nghi. Bất quá nàng cũng không có bước kế tiếp cử động, dù sao coi như xác định hiên viên long là giang giật nàng lại có thể thế nào lấy ra linh tiên yêu huyết đánh lén hôm nay giang giật cũng không so hôm qua nàng nếu dám loạn động sợ là đi không ra cái này hỗn độn thần chu trái lại hiên viên long lại một mực tại giang giật chỉ thị dưới ánh mắt sáng rực nhìn qua linh phi tiên hận không thể đem linh phi tiên cho một cái nuốt vào mà linh phi tiên thế mà một mực không có quá lớn phản ứng mặc cho hiên viên mắt rồng ánh sáng khinh nhờn những người còn lại cũng bắt đầu vụng trộm liếc nhìn Linh Phi Tiên lãnh mâu thoáng cái đảo qua đi, để bọn hắn không dám làm loạn. Hiên viên Long nội tâm sảng khoái vô cùng, có thể như thế quang minh chính đại khinh nhờn một cái đỉnh cấp tiểu thư, đời này hắn cho dù chết cũng cam tâm. Đi mời Linh Phi Tiên uống một chén, về phía sau khoang thuyền phòng nhỏ, có thể tùy ý đùa giỡn, ngôn ngữ mập mờ ta. Chú ý đừng quá mức, mạc mạc tay cùng đùi gì gì đó nàng chắc chắn sẽ không giết ngươi. Sang giật đột nhiên lần nữa truyền âm, để hiên viên Long cả người đều run rẩy lên, hắn coi là nghe lầm thẳng đến giang giật truyền âm xác định một lần hắn mới nội tâm cuồng nghỉ không thôi nếu quả như thật có thể mạc mạc linh phi tiên ngọc thể hắn coi như cho linh phi tiên giết cũng không tiếc a à. có giang giật tại cái này hiên viên long lá gan lớn đến lạ kỳ lực lượng rất đủ vị này chính là thiên đế truyền nhân một người huyết tẩy hai đại giới diện lực kháng thanh đế mãnh nhân a à. có hắn tại linh phi tiên ít nhất sẽ không giết chết hắn a à. lập tức hiên viên long thật sâu ít mấy hơi đứng lên đưa tình ẩn tình nói ra phi tiên tiểu thư không biết tại hạ có thể hay không có cái này vinh hạnh mời ngươi đi uống một chén còn lại các vị phong vương cấp con mắt thoáng cái thẳng còn có thể dạng này đùa sao mà linh phi tiên sửng sốt một chút sau thế mà gật đầu đáp ứng đi theo hiên viên long đi phía sau phòng nhỏ cái này khiến tất cả mọi người ngu xuẩn đối với linh phi tiên loại này tâm địa độc địa lãnh huyết vô tình nữ nhân giang giật liền đùa dỡn dục vọng đều không có đã chính nàng theo tới muốn tự rước lấy nhục, giang giật sao có thể không vừa lòng thoáng cái nguyện vọng của nàng đâu. 10, cử, 8, 3, 2, 1, giang giật nội tâm yên lặng đếm xem, tại đếm tới nhất thời, sau khoang thuyền phòng nhỏ đột nhiên nổ tung, hiên viên long thân thể bị một cước đạp bay ra. Linh phi tiên y phục lộn xộn mặt mũi tràn đầy sát khí đi ra phẫn nộ quát, người không phải giang giật giang giật ở đâu nói. Nếu không bản tiểu thư để ngươi hối hận làm người, phốc, hiên viên long trước ngực lõm đi vào, xương cốt đoạn mất mấy cây, khóe miệng còn tại tuôn ra tiên huyết, hắn lại nửa điểm không có để ý, ngược lại nhếch miệng cười to nói, thật lớn, thật mềm, sảng khoái, đáng giá. Chương 2045, Trừng trị, thật lớn, thật mềm, nhìn xem Linh Phi Tiên sốc sách trường bào, mọi người thoáng cái minh bạch hiên viên Long Cương mới làm cái gì. Còn lại ba người con mắt thoáng cái trừng tròn xoe, hiên viên Long lá gan quá lớn, dám sở Linh Phi Tiên ngạo phong, hắn đây là chán sống sao. Bất quá sau đó trong mắt ba người lập tức bị hâm mộ ghen ghét tràn ngập, Linh Phi tiên thế nhưng là tam tộc đệ nhất tiểu thư, càng là cùng Kha Lộng ảnh hạ Vũ tranh đoạt nhân tộc đệ nhất danh hiệu mỹ nhân. Tạm thời bất luận có phải hay không đệ nhất mỹ nhân, đó cũng là cấp cao nhất tiểu thư, bọn hắn loại này bên trong tiểu con em của gia tộc, đừng nói sợ coi như xem cũng không dám nhìn nhiều vài lần, hiên viên lòng diễm phúc này tiện sát người bên ngoài a. Chết, trong mọi người tâm chính ước ao ghen tị, bị Linh Phi tiên quát lạnh một tiếng bừng tỉnh mấy người nhìn thấy linh phi tiên trong tay xuất hiện mấy giọt màu nâu đỏ huyết dịch, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết có thể đem phong đế cấp đều ăn mòn thiên hạ đệ nhất máu độc A, như thế khoảng cách mấy người làm sao có thể né qua. Người dám động thử một chút, Giang giật rốt cục lên tiếng, trong tay hắn thiên châu lấp lánh, trong nháy mắt đem hiên viên long bốn người thu vào, sau đó trên mặt quang mang lấp lánh, lộ ra bản tôn bộ dáng, hắn ngạo nghễ nhìn qua linh phi tiên cười lạnh nói. Linh Phi Tiên, ngươi có tin ta hay không trong nháy mắt có thể đem ngươi cho dây. Giang, giật, Linh Phi Tiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên, trong mắt nàng đều là nổi giận, vừa rồi hiên viên long sự tình nàng thoáng cái tựu minh bạch, rõ ràng là Giang giật chỉ điểm. Giang giật chính là muốn nhục nhã nàng, mà lại khinh thường chính mình tự mình suốt thủ nhục nhã, đập một tiểu nhân vật, nàng vô ích bị một tiểu nhân vật chiếm đại tiện nghi. Hừ, Giang giật lạnh băng băng nhìn qua nàng, trong tay khí lưu màu xanh lấp lánh, dưới chân gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng đâm xuyên tiến vào hỗn độn thần chu bên trong. Mặc dù khoảng cách Linh Phi Tiên chỉ có vài chục trượng, hắn lại cũng không e ngại, dùng thủ đoạn của hắn muốn giết chết Linh Phi Tiên cùng đùa đồng dạng. Hắn trùng điệp hư một cái nói, người đã đoán được ta tiềm phục tại bên trong, người còn muốn theo tới dám thì ta coi như người khám phá của ta chân thân thì thế nào lui một vạn bước nói coi như người đưa tin cho bán quái sơn người, lại có ý nghĩa gì người nghĩ tự rước lấy nhục, ta có thể nào không vừa lòng ngươi tiện nhân liên là già mồm a a a linh phi tiên triệt để đè nén không được nội tâm nổi giận trong tay thiên lực lấp lánh trong tay mấy giọt linh tiên yêu huyết đột nhiên hướng giang giật ném mạnh mà ra mặc dù nàng biết mình là châu chấu đá xe nhưng nàng đã không cố được nhiều như vậy suy suy giang giật không còn có do dự lập tức đưa tin cho vân băng mở ra cấm chế bay ra hỗn độn thần chu chính hắn thả ra băng chi nguyên đem chính mình cùng linh phi tiên toàn bộ băng phong đi vào suy suy Bất quá cái này linh tiên yêu huyết ăn mòn năng lực quá mạnh, nhẹ nhõm phá vỡ tầng 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 băng, bắn thẳng đến giang giật. Cũng may giang giật trước tiên thả ra hỏa chi nguyên không ngừng lùi lại, thành công tránh đi hai giọt linh tiên yêu huyết. C, thiết thú, ra cản thoáng cái, giọt cuối cùng linh tiên yêu huyết trốn không thoát, giang giật thiên châu lóe lên, truyền tống ra một cái quái vật khổng lồ, một cái to lớn thử thiết thú xuất hiện, mạnh mẽ ngăn tại giang giật phía trước. Oanh, hỗn độn thần chu cấm chế bị vân băng đóng lại, thử thiết thú xuất hiện trong nháy mắt no bạo hỗn độn thần chu, giọt cuối cùng linh tiên yêu huyết đánh chúng vào thử thiết thú, trong nháy mắt dùng tốc độ khủng khiếp ăn mòn thử thiết thú ra. Mà lại bởi vì thử thiết thú hình thể quá lớn, còn có một giọt linh tiên yêu huyết cũng đánh chúng thử thiết thú. Bò, o, à, bò, o, à. thử thiết thú đau đến kêu to không thôi, giang giật lần nữa kiến thức linh tiên yêu huyết bá đạo, liền thử thiết thú khủng bố như thế phòng ngự đều có thể ăn mòn, xem ra phong đế cấp bị đánh lén chém giết, đây không phải không thể nào sự tình. Cũng may thử thiết thú hình thể quá lớn, linh tiên yêu huyết phân lượng quá nhỏ, chỉ là hổ thực thử thiết thú nửa cái chân, cùng bụng dưới một miếng thịt to linh tiên yêu huyết năng lượng tự tiêu hao hết. Giang giật trước tiên lấy ra thần thụ diệp cho thử thiết thú chữa thương, để thử thiết thú không đến mức bị ăn mòn mà chết. Vù vù, bên kia gốc cây nhẹ nhóm trói buộc linh phi tiên, sinh mệnh chi đang bắt đầu hấp thu tính mạng của nàng chi lực, để linh phi tiên thường xuyên làm cơn ác mộng sự tình lần nữa tái diễn trong cơ thể nàng sinh mệnh chi lực nhanh chóng biến mất, thân thể làn da trở nên già nua, đều là điểm lấm tấm cùng lão thụ nhăn da, tóc cũng biến thành hoa dâm, cuối cùng trở nên trắng bệch. Thậm chí nàng liền lấy ra linh tiên yêu huyết ném mạnh đi ra khí lực cũng không có. A, à, a, à, Giang giật giết ta, giết ta. Nữ nhân để ý nhất chính mình dung nhan, một cái phương hoa tuyệt đại thiếu nữ chớp mắt biến thành lão thái bà, loại chuyện này so giết các nàng kinh khủng hơn. Thiên đình kia đoạn ký ức đã biến thành linh phi tiên mộng ma, giờ phút này mộng ma lần nữa trình diễn, Linh phi tiên đều kém chút tinh thần hỏng mất, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, có đôi khi còn sống so chết càng khó khăn. Giang giật lặng lẽ nhìn qua linh phi tiên, đem thử thiết thú chữa trị xong thu nhập thiên đình. Hắn phi thân đi qua, trực tiếp đem linh phi tiên truyền tống vào thiên đình, cũng không ngược đãi nàng, đương nhiên càng sẽ không cho nàng quán chú sinh mệnh chi lực, liền đem nàng nhét vào thiên đình tầng thứ hai, dùng huyễn cảnh vây khốn nàng. A à, Giang giật, người giết ta, giết ta đi! Nhìn thấy bị tiến vào thiên đình nhìn lấy mình khô gầy như củi hai tay, phát hiện chính mình liền đi đường khí lực cũng không có, Linh Phi Tiên ngồi dưới đất đối bầu trời cuồng loạn giống to. Ta không giết ngươi, giọng nói lạnh lùng từ phía trên bên cạnh truyền đến, tựa như thế giới này chúa tể, Giang giật vô tình nói ra, lần trước ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, không cần có mưu hại ta chi tâm. Lần này ngươi đã hoài nghi là ta tiềm phục tại bên trong, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giám thị ta, mưu đồ làm loạn, vậy cũng đừng trách ta vô tình bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều muốn bị trừng phạt, người muốn chết tự tự sát đi, không muốn chết ở bên trong đợi. Trăm năm về sau, người như không chết, ta khôi phục người thanh xuân dung mạo, trả lại người tự do. Trăm năm, Linh Phi Tiên thân thể run lên trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, thân thể co rúm không ngừng, một cái như chân gà tay tại cát vàng bên trong nhúc nhích, tấm kia vừa già lại xấu đều vặn vẹo trên mặt đều là tuyệt vọng. Coi như nàng có thể sống trăm năm, trăm năm về sau sớm đã cảnh còn người mất, thương hải tang điền, nàng ra ngoài còn có cái gì ý nghĩa? Chết, Linh Phi Tiên không sợ chết, nhưng không có dũng khí tự sát, nàng trợn to đục ngầu con ngươi nhìn qua đầy trời cắt vàng, nàng đều không biết mình có thể ở bên trong ngốc bao lâu, liền sẽ triệt để điên mất. Giang giật, giang giật, nghĩ đến muốn ở chỗ này chịu đựng trăm năm cơ khổ, nghĩ đến chính mình cái này bộ dáng, chính nàng nhìn xem đều buồn nôn. Về sau mỗi ngày tựa như sống ở trong địa ngục dày vò, Linh Phi Tiên rốt cục sợ hãi, nàng giấy ruộng đứng lên hô lớn, giang giật, Ta sai rồi, ngươi thả qua ta đi, ta thật sai. Ngươi muốn làm gì đều có thể, chỉ cầu ngươi thả qua ta, giang giật, ngươi ra, ra ha. Linh Phi Tiên chạy mấy bước, lại bởi vì thân thể quá mức suy yếu thoáng cái té lăn trên đất, ngã một chó gặm bùn, trong miệng đều là hạt cát. Nàng hoàn toàn không để ý, lần nữa giấy ruộng đứng lên, chạy nhanh, hô to không ngừng. Nhưng mà, lần này giang giật là quyết tâm muốn trừng trị Linh Phi Tiên một phen, thần thức đã sớm thu về, mặc cho Linh Phi Tiên la rách cổ họng giang giật căn bản nghe không được. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại linh phi tiên kia mang theo tiếng khóc nước nở gào thét giả nua âm thanh quanh quẩn không ngớt. chương 2046, từ nơi này thế giới xóa đi. Giang giật đem linh phi tiên thu nhập trở ra, liền không lại quan tâm nàng. Tìm được bay đến xa xa vân băng, đem hiên viên long bốn người phóng ra. Hắn dùng thần thụ diệp đem hiên viên long thương thế chữa trị xong về sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn truyền âm nói thoải mái không? Thoải mái, Hiên viên Long mặt mũi tràn đầy dư vị truyền âm nói, đa tạ thiếu chủ, đời này ta chết cũng không tiếc. Ha ha ha, Giang Giật cất tiếng cười to, vung tay lên mang theo mọi người hướng nơi xa bay đi. Hỗn độn thần chu bị hủy diệt, chỉ có thể dựa vào phi hành. Bất quá nơi này khoảng cách cái kia bí cảnh đã không xa, ngược lại là không quan trọng. Tốn hao bốn năm cái canh giờ, rốt cục đến bí cảnh bên ngoài, Giang Giật đôi mắt lần nữa trở nên lửa nóng, hắn truyền âm cho Si Hồng nói. Si Hồng Đại Nhân nhanh dò xét thoáng cái, nhìn xem bên trong là có phải có kim chi nguyên. Si Hồng thần thức liếc nhìn đi vào, sau một lát hồi báo một tin tức, để giang giật vừa mới có chút lòng nhiệt huyết trở nên lạnh buốt như nước, không có kim chi nguyên, chỉ có thủy chi nguyên, bên trong thủy hệ hỗn độn thú ngược lại là rất nhiều, ngàn vạn năm có hàng ngàn con. Ai, hỗn độn thú giang giật chộp tới vô dụng, hắn không có khả năng từng cái đi thuần hóa, y phiêu phiêu không tại cái này, cái này hỗn độn thú không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà lại khác thiên địa bản nguyên còn có các loại rượu dụng, thủy chi nguyên nhưng không có bất luận cái gì chỗ kỳ diệu, Giang giật đều có chút không muốn thu lấy. Đã tới, Giang giật cuối cùng chỉ có thể tự mình tiến vào một chuyến, để si hồng giao uy hiếp tất cả hỗn độn thú, hắn đem biển sâu phía dưới thủy chi nguyên lúc hấp thu đi vào. Trở về, đi thiên hồng giới, còn có cái cuối cùng địa phương, giống như thiên hồng giới ngoại cái kia tử địa không có kim chi nguyên, Giang giật chỉ có mạo hiểm dưới hố trời hắn mang theo năm người trùng trùng điệp điệp hướng thiên linh giới bay đi, nơi này cách khai thiên linh giới có đoạn khoảng cách. Dòng giã phi hành ba mươi mấy canh giờ, vẫn là không có bay đến thiên linh giới, ngược lại tao mộ tiểu nho đế đại quân. Làm sao bây giờ, giang giật, vân băng đưa ánh mắt về phía giang giật, cái sau nhún vai nói, giao trộn, trực tiếp bên trên bọn hắn hỗn độn thần chu, vừa vặn không cần phi hành. Kia, bọn hắn hỏi linh phi tiên đâu vân băng hỏi ngược lại, liền nói mất tích giang giật không quan trọng nói ra người liền nói tao mộ minh vương tập kích linh phi tiên đuổi theo giết minh vương chúng ta cũng không biết nàng đi đâu để bọn hắn chính mình đi tìm đi tốt ga vân băng bất đắc dĩ thở dài nói dù sao giang giật tại vậy liền coi là đâm phá thiên đều vô sự đã giang giật đều như vậy nói nàng còn có thể nói cái gì hiu 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 bên kia mấy chiếc hỗn độn thần chu nhanh chóng bay tới thoáng cái đem mọi người vây lại tiểu nho đế mang theo ba cái ngụy đế cấp mười mấy cái phong vương cấp bay tới ra, thật xa tựa quát khẽ nói, vân tướng quân, linh phi tiên đâu. Vân băng sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, là vân thượng tướng quân, tiểu nho đế, chú ý ngữ khí của ngươi, ngươi là đang chất vấn ta. Tiểu nho đế sắc mặt cứng đờ, lại không lo được cùng vân băng múa mép khua môi, lạnh giọng nói ra, vân băng, không phải nói đùa thời điểm. Các người hỗn độn thần chu làm sao nát Linh Phi Tiên đi đâu ngươi hẳn phải biết Linh Phi Tiên đối với ba chúng ta tộc tầm quan trọng, nàng như xảy ra chuyện người chịu không nổi tiểu nho đế bọn người phát hiện trong hư không hỗn độn thần chu vỡ vụn hài cốt giờ phút này phát hiện linh phi tiên mất tích càng thêm lo lắng tiểu nho đế ánh mắt lạnh lùng một mực liếc nhìn vân băng sau lưng năm tên hộ vệ hắn phi thường hoài nghi giang giật ngay tại trong đó là giang giật cầm xuống linh phi tiên vân băng phía sau có giang giật trong khoảng thời gian này cửu dương quân thụ không ít ủy khuất giờ phút này có người làm chỗ dựa tính khí tự nhiên đi lên Nàng bá đạo nói ra, chịu không nổi ta ngược lại thật ra muốn nhìn làm sao ôm lấy đi linh phi tiên cũng không phải thủ hạ của ta. Nàng đi đâu ta làm sao quản được tiểu nho đế, chính ngươi đi tìm đi, chúng ta đi. Nói vân băng liền muốn mang theo giang giật bọn người rời đi, tiểu nho đế sau lưng ba cái ngụy đế cấp sắc mặt lạnh lẽo, lập tức ngăn ở vân băng phía trước, đằng đằng sát khí khóa chặt vân băng. Các ngươi muốn làm gì? Vân băng khẽ kêu, trợn mắt nhìn nói, có loại đem chúng ta đều giết, tiểu nho đế các ngươi tam tộc có phải hay không muốn thay thế thiên đế, xưng bán nhân tộc A Thiên đế giờ phút này mang binh mạo hiểm giết vào minh giới, các ngươi tam tộc ngược lại tốt làm mưa làm gió ha, mời thiên đế trở về bản tiểu thư nhất định tự mình đi thiên đế trước mặt giải oan. Ba vị ngụy đế cấp có chút sợ, tiểu nho đế lại cũng không chuẩn bị như vậy bỏ qua, hắn nhìn qua vân băng nói, hôm nay không đem người giao ra mơ tưởng rời đi, coi như đem người trói lại, cửu dương quân lại có thể thế nào. Giao, Vân băng lấy ra ấn thạch bắt đầu ghi chép tràng cảnh, nàng cười lạnh nói ra cái gì giao ra tiểu nho đế mời ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi là có hay không hoài nghi ta bắt được Linh Phi Tiên tiểu thư xin hỏi ta là phong vương cấp, Linh Phi Tiên là ngụy đế cấp, còn có Linh Tiên yêu huyết, ta làm sao có thể bắt nàng ngươi hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng, ta tự cáo ngươi vu hãm thượng quan. Ta, tiểu nho đế bị vân băng đốt đốt ngữ khi nói đến không biết làm sao đáp lời, hắn đôi mắt nhất chuyển liếc nhìn vân băng người đứng phía sau, cắn răng nói ra giống như người mấy tên hộ vệ bên trong có gian giật tiềm phục tại bên trong đâu giống như không phải gian giật ngươi vì sao truyền tống đến thiên linh giới ha 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 vân băng cười ha hả trang điểm lộng lẫy nàng đùa cợt nhìn qua tiểu nho đế cùng ba cái ngụy đế cấp một chút âm thanh lạnh lùng nói tiểu nho đế cũng không cần ngươi đầu heo ngẫm lại giống như gian giật tại cái này các ngươi còn có thể sống sao đây chính là ma tinh thủ đoạn của hắn các ngươi còn không rõ ràng lắm sao gian giật như xuất thủ các ngươi ai có thể sống Tiểu nho đế đột nhiên hơi đen đi sau lạnh, ba cái ngụy đế cấp nhất thời không dám nói tiếp nữa. Bọn hắn đều đã nghĩ đến một việc giống như giang giật thật ngụy trang thành vân bang hộ vệ, bọn hắn dạng này từng bước ép sát, vạn nhất đem giang giật ép, tất cả mọi người muốn thần hồn câu diệt A. À. Giang giật muốn tự không xuất thủ, vừa ra tay chắc chắn sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, trực tiếp đem bọn hắn từ nơi này thế giới xóa đi. Toàn trường câm như hến, không phải bị hạ vũ hù dọa, mà là bị giang giật hai chữ hù dọa, Vân băng đợi một hồi mới lạnh nhạt nói ra, chúng ta ra chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, đây là phá thiên quân bị án, các ngươi chi bằng đi thăm dò. Nhiệm vụ lần này chấp hành rất viên mãn, bất quá tại khi trở về tao ngộ Minh Vương tập kích, Linh Phi tiên tướng quân vị yểm hộ chúng ta rút lui, một người đuổi theo giết Minh Vương. Việc này ta nhất định sẽ báo cáo phá thiên quân, cho ngợi khen. Quân tình khẩn cấp, chúng ta muốn lập tức trở về đi, trưng dụng các ngươi một chiếc hỗn độn thần chu, đây là mệnh lệnh, toàn bộ tránh ra. Vân băng mang theo 5 người bay thẳng đi một chiếc hỗn độn thần chu, đem người ở bên trong toàn bộ đuổi ra, sau đó khống chế hỗn độn thần chu trực tiếp hướng thiên linh giới bay đi, rất nhanh hóa thành một điểm đen biến mất không thấy. Tiểu nho đế, làm sao bây giờ? Ba cái ngụy đế cấp không cách nào, ánh mắt nhìn về phía tiểu nho đế. Cái sau đôi mắt lấp lóe, nghĩ nghĩ hạ lệch, linh phi tiên linh hồn ngọc giản không có vỡ, nàng còn chưa có chết, nàng không cách nào đưa tin, hoặc là tại một cái bí cảnh bên trong, hoặc là bị bắt trước tìm một chút đi, ta về trước đi đem việc này bẩm báo cho Sơn Nhân, các người lập tức đưa tin trở về, phái người giám thị vân băng đám người hành tung. Coi như các nàng công kích trinh sát, cũng không thể mất đi các nàng hành tung, hết thảy để Sơn Nhân định đoạt đi. Rõ, đại quân lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, tìm kiếm linh phi tiên, tiểu nho đế bay trở về một chiếc hỗn độn thần chu, hướng thiên linh giới bay đi. Hắn nhìn qua hư không, cắn răng nghiến lợi nói ra, giang giật, luôn có một ngày chúng ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi chờ. Chương 2047, cử Âm Tuyệt Địa. Giang giật đối với tiểu nho đế không có bất kỳ cái gì để ý, coi như bán quái sơn người đến, Si Hồng cũng có thể trước tiên dò xét đến, hắn tiến vào Thiên Đình bán quái sơn người nại hắn không gì. Hắn rất an nhàn đi theo Vân Băng về tới Thiên Linh giới, sau đó để cho người ta mở ra truyền tống trận truyền tống đi Thiên Hồng giới. Theo cái này đến Thiên Hồng giới xa xôi, trừ phi cưới Thiên Đình đi qua có vân băng ở phía trước chịu lấy giang giật tự nhiên không cần phiền toái như vậy thanh đế giờ phút này còn chưa có đi ra giang giật càng cảm giác hơn sự tình có chút lớn rồi hắn không kịp chờ đợi muốn đi dò xét bí cảnh cuối cùng tiểu nho đế đưa tin trở về thiên linh thành bên trong có rất nhiều trinh sát bắt đầu dám thị giang giật đám người hành tung vân băng muốn truyền tống không ai dám ngăn cản bất quá bên này người lập tức đưa tin đi thiên hồng giới điều tập rất nhiều trinh sát dò xét giang giật đám người hành tung si hồng thần thức cường đại có trinh sát một đường dò xét, hắn như thế nào lại không biết hắn đưa tin cho Giang Giật, cái sau nhưng căn bản không thèm để ý. Biết rõ hành tung của hắn lại như thế nào hắn tùy thời có thể dùng xử lý trinh sát, hoặc là thoát khỏi giám sát. Bên này truyền tống thần trận là truyền tống đi viêm đế thành, viêm đế thành nội lại không viêm đế tỏa chấn, không có phong đế cấp, sở dĩ rất là an toàn. Giang Giật cùng Vân Băng đều không có dừng lại, trực tiếp truyền tống đi hư không bên ngoài, sau đó lấy ra hỗn độn thần chu hướng hồng mông giới biên giới tây nam một cái bí cảnh bay đi cái này bí cảnh kỳ thật một mực tại thiên hồng giới các trong gia tộc đều rất nổi danh cùng độc ma tử địa không sai biệt lắm nơi này có kịch độc còn có kinh khủng tồn tại rất sớm đã bị các đại gia tộc liệt vào tuyệt địa bất kỳ người nào đều không thể đi vào cửu âm tuyệt địa giang giật nhìn xem ngụy thiên vương cho tư liệu có chút mơ hồ không biết trong này có cái gì thiên địa bản nguyên theo trên tư liệu nói cái này bí cảnh bên trong có âm khí một khi nhập thể sau để cho người ta thiên lực nhiễu loạn, tiến vào người hội tứ chi bất lực, tinh thần rối loạn, cuối cùng vây chết ở bên trong. Mà lại bên trong còn có kinh khủng quái thú, một khi tao ngộ phong đế cấp phía dưới tuyệt không còn sống. Âm khí chẳng lẽ là băng chi nguyên, giang giật có chút kinh nghi bất định, theo lý thuyết băng chi nguyên, trên tư liệu sẽ nói bên trong nhiệt độ rất thấp, mà không phải có âm khí A. Giang giật không nghĩ ra, bất quá thiên lực nhiễu loạn hắn không có chút nào sợ, hắn thủ đoạn mạnh nhất là các loại thiên địa bản nguyên, còn có huyền hoàng chi lực, thiên lực hơi một tí dùng cũng không đáng kể, mà lại có thiên đình, hắn sợ cái gì. Đằng sau có cái đuôi, bay ly thiên hồng giới vạn Trượng si hồng đột nhiên truyền âm nói. Giang giật sắc mặt lạnh lẽo, trong tay thiên châu lóe lên, đem thiên phượng đại đế truyền tống ra, hắn hạ lệnh đem phía sau cái đuôi toàn bộ xử lý. Mặc dù không sợ bán quái sơn người, nhưng giang giật không muốn chính mình hành tung bị người trưởng khống, đến lúc đó lại làm âm mưu quỷ kế gì, vẫn là bảo hiểm một chút tốt đã tiểu nho đế tặc tâm bất tử xếp vào trinh sát giang giật đương nhiên sẽ không khách khí thiên phượng đại đế đằng đằng sát khí bắn ra hiên viên long bọn người hai mặt nhìn nhau nhất là hai vị kia không biết giang giật thân phận phong vương cấp tựa như xem quái vật nhìn xem giang giật vị này là thiếu đế còn không tranh thủ thời gian thăm viếng giang giật đều hiển lộ thân phận của mình hiên viên long tự nhiên biết rõ làm vội vàng nhắc nhở mọi người còn lại hai người tỉnh ngộ lại toàn bộ một gối quỳ xuống đứng lên đi Giang giật khoát tay áo, tùy ý nói ra, hết thảy như cũ, các người coi như ta là hộ vệ. Mọi người liền vội vàng đứng lên gật đầu. Bất quá kia hai cái phong vương cấp rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Vị này chính là tương lai thiên đế a, cửu dương quân tân chủ nhân. Uy danh hiển hách, năng lực kháng thanh đế tồn tại, bọn hắn thế mà có thể may mắn cùng Giang giật ngồi cùng một chỗ. Giang giật coi thường mọi người, an tâm chờ đợi, sau gần nửa canh giờ thiên phượng đại đế trở về trầm mặc đứng tại Giang Giật sau lưng nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Giang Giật biết rõ trinh sát đã toàn bộ bị xử lý, hắn khoát tay áo nhìn qua khống chế hỗn độn thần chu phong vương cấp nói ra, hết tốc độ tiến về phía trước, đi cửu âm tuyệt địa. Tê, tê mấy người lại là nội tâm kinh hãi, thiếu đế liền là thiếu đế, nguy hiểm như vậy địa phương tới lui tự nhiên, cái này thiên hạ còn có cái gì địa phương hắn không dám đi. Nhân tộc binh lực không đủ, thiên hồng giới ngoại trinh sát thiếu đi rất rất nhiều, phi hành mấy canh giờ sau, Si Hồng một mực không có đưa tin, cho thấy kẻ bên này đều không có trinh sát. Một đường an nhàn phi hành tiểu nửa ngày, rốt cục đã tới cửu dương tuyệt địa phụ cận. Giang giật để hỗn độn thần chu tại phụ cận chuyển vòng lớn, xác định không có bất kỳ cái gì trinh sát về sau, hắn bay ra hỗn độn thần chu. Tốt, vân băng, các người đi về trước đi. Giang giật mang theo thiên phượng đại đế đứng ngạo nghễ hư không, đối bay ra ngoài vân băng nói. Cái sau lại lắc đầu nói, ta và ngươi đi vào chung, có người tại, còn có thể xảy ra chuyện sao? Không được, cái này tuyệt địa xem tư liệu không chỉ là có thiên địa bản nguyên đơn giản như vậy, Giang giật cũng không muốn phức tạp, hắn nghiêm túc nói ra, toàn bộ các người hồi trở lại thiên tượng dưới đi, đây là mệnh lệnh. Kia, Vân Băng nghĩ nghĩ trả lời, chúng ta chờ ngươi ở ngoài như thế nào dù sao tốc độ ngươi nhanh, rất nhanh liền ra. Nhìn qua Vân Băng cặp kia tha thiết con ngươi, Giang giật không tiện cự tuyệt, hắn nghĩ nghĩ nói ra, vậy các ngươi sẽ chờ ở đây tiểu nửa ngày, hiên viên lòng các ngươi nghe, tiểu nửa ngày sau ta còn chưa có đi ra khẳng định là gặp chuyện gì chậm trễ các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn lập tức mang theo vân băng trở về giống như nàng không nghe lời trực tiếp cầm xuống tuân mệnh hiên viên long bọn người vội vàng thân thể một mực chắp tay lĩnh mệnh vân băng trợn mắt nhìn hiên viên long bốn người lại làm như không thấy vân băng là tiểu thư của bọn hắn giang giật lại là chủ tử của bọn hắn tự nhiên muốn nghe chủ tử giang giật nhìn một chút xa xa tử địa phát hiện hắc khí vần quanh bên ngoài cũng không có hồng mông cương khí, hắn lấy ra thiên đình mang theo thiên phượng đại đế truyền tống vào đi. Thiên đình hóa thành một đạo lưu quang hướng tuyệt địa bay đi, cuối cùng hắn truyền ra một cái mệnh lệnh, phương Bắc Vạn Lý có một cái tiểu bí cảnh, các ngươi đi nơi nào ẩn núp chờ ta đi. Giang giật nghĩ nghĩ vẫn chưa yên tâm, cố ý truyền âm cho hiên viên Long đạo, hiên viên Long, cho ngươi cái nhiệm vụ, giống như tiểu nửa ngày sau ta còn không có ra, ngươi trực tiếp đem vân băng đánh ngất xỉu mang về. Ngàn vạn không thể để cho nàng hồ nháo, nếu không ta lột da của ngươi ra. Hiên viên Long toàn thân phát lạnh, muốn truyền tin tức cho Giang giật lại phát hiện thần thức đã không cách nào khóa chặt thiên đình, chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ. Giang giật cũng không phải nói đùa, không làm được nhiệm vụ, da của hắn thật đúng là giữ không được. Thiên đình rất nhanh biến mất tại cửu âm tuyệt địa bên trong, vân băng mang theo hiên viên Long bọn người đi bên ngoài vạn dặm tiểu bí cảnh ẩn núp an tâm chờ đợi. Ngược lại là không ai lo lắng Giang giật an toàn, dù sao cái gì tuyệt địa Giang giật không có đi qua hắn có thiên đình, thanh đế đều nại hắn không gì, nho nhỏ bí cảnh không cần phải nói. 10 canh giờ, 30 canh giờ, 50 cái canh giờ. Tiểu nửa ngày về sau, Giang giật thế mà không có bất cứ động tính gì, vân băng có chút nóng này. Giang giật như vậy cường đại, có được nhiều như vậy thủ đoạn, làm sao có thể tại bí cảnh bên trong ngốc lâu như vậy coi như không cách nào đạt được bên trong thiên địa bản nguyên, hắn cũng nên đi ra rồi hả. Lần nữa qua mấy canh giờ, vân băng ngồi không yên, hiên viên long cùng một cái khác phong vương cấp nước nhau, Hiên viên long như thiểm điện xuất thủ, vỗ tay một cái đao bổ vào vân băng cái ót, chấn động vân băng linh hồn, đưa nàng cho kích choáng đi qua, đồng thời phong ấn nàng thần hạch. Thiếu chủ có lệnh, hắn tiểu nửa ngày còn chưa có đi ra, để cho ta trực tiếp đem vân băng tiểu thư mang về thiên tượng giới. Nhìn qua mặt khác hai cái đầy mắt kinh ngạc phong vương cấp, hiên viên long giải thích nói. Còn lại hai người nhẹ gật đầu, bốn người hướng cửu âm tuyệt địa bên kia nhìn vài lần, rứt khoát chỉ lên trời hồng giới bay đi chương 2048, sấm xét giữa trời quang. Vân băng tại mấy canh giờ sau tỉnh lại, hiên viên long lại không hề nói gì, lần nữa cho nàng một cái muộn côn đánh cho bất tỉnh đi qua. Vân băng muốn hận hắn cũng không có biện pháp, ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương bên kia khẳng định hội tán thưởng hắn làm rất đúng. Trọng yếu nhất là giang giật mệnh lệnh, hắn làm sao dám kháng cự. Đằng sau hiên viên long dứt khoát đem vân băng cho ném vào không gian thần khí bên trong, làm sao làm ẩm ý đều theo nàng, dù sao cùng lắm thì cho Vân Băng đánh một trận, luôn không khả năng giết hắn A. Trên đường đi rất nhanh tao ngộ trinh sát, hiên viên long mấy người cũng không để ý tới, nhanh chóng bay trở về thiên hồng giới, sau đó trực tiếp truyền tống về thiên tượng giới. Mấy cái phong vương cấp đều là chức tướng quân vị, bình thường quân sĩ không có tư cách ngăn cản. Trên tay bọn họ đều có phá thiên quân lệnh bài, trừ phi bán quái sơn dưới người mệnh lệnh cầm xuống, nếu không tiểu nho đế cũng không dám động mấy người. Bán quái sơn người không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền xuống, không phải bán quái sơn người không thèm để ý Linh Phi Tiên, thật sự là không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Thời gian đã qua hơn 2 ngày, thanh đế bên kia còn có thể bất cứ tin tức gì truyền đến. Thanh đế mang theo các vị phong đế cấp cường giả trở ra, tự đã mất đi hết thảy tin tức, nếu không phải mấy người linh hồn ngọc giản không có vỡ, sợ là nhân tộc bên này đã sớm đại loạn. Hai ngày thời gian đã cực kỳ dài, thanh đế lần này chỉ là tiến vào huyết tinh trả thù, cũng không phải huyết tẩy toàn bộ minh giới, theo lý thuyết sớm hẳn là ra. Nhưng không có bất cứ tin tức gì, điều này không khỏi làm cho người lo âu và sợ hãi. Ngay tại hiên viên long bọn người truyền tống về thiên tượng giới sau 4 canh giờ, một tin tức đem bán quái sơn người bọn người hù dọa phong đế linh hồn ngọc giản nát. Thanh đế bọn người trước khi đi đều lưu lại linh hồn ngọc giản, đây là dùng mấy người một tia linh hồn luyện chế. Linh hồn ngọc giản vỡ vụn cái kia chỉ có một lời giải thích, phong đế linh hồn sụp đổ, một người vô luận mạnh hơn coi như cửu dương thiên đế linh hồn sụp đổ tiêu tán vậy cũng đại biểu người này chết rồi phong đế chết mặc dù tin tức này bị trước tiên phong tỏa nhưng tất cả đại lão vẫn là có tư cách biết đến bán quái sơn người trước tiên triệu tập sở hữu đại lão đi thiên cô giới thương nghị đối sách thanh đế chiến lược cao cường minh cổ nhóm cường giả cũng không dám cùng hắn đối mặt bình thường minh vương càng là nhẹ nhóm có thể miểu sát thanh đế mang theo phong đế ngân đế nho đế cuồng đế hạ vũ này bằng với là nhân tộc hơn phân nửa cường giả coi như minh của toàn bộ minh vương xuất thủ, khẳng định cũng không thể đối thanh đế bọn người theo thành uy hiếp. Hạ vũ là tiên linh chi thể, quang minh áo nghĩa tiên thiên đối minh khí khắc chế, còn có thể tịnh hóa kiểu làm sạch mọi người trong thân thể minh khí, kia minh ma tử khí đối với mọi người cũng không có ảnh hưởng. Phong đế nhưng đã chết, sở hữu đại lão trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu minh đế xuất thế, minh đế xuất thủ diệt sát phong đế. Minh đế, một cái để sở hữu đại lão đều run rẩy danh tự, cái này không chết lão yêu quái, cái này có được thông thiên trí tuệ lão ma, là sở hữu nhân tộc ác mộng. Hơn một vạn năm đến, bị minh đế chém giết bao nhiêu nhân tộc cường giả, bao nhiêu nhân tộc quân đội minh đế thật có thể xuất thế, vừa xuất thế còn đem một cái phong đế cấp cho chém giết, tất cả đại lão đều cảm giác đến từ linh hồn chỗ sâu nhất hàn ý. Cũng may, thanh đế linh hồn ngọc giản không có vỡ, cái này khiến lân hậu ngụy thiên vương viêm đế bọn người có chút thở dài một hơi, mọi người trong lúc nhất thời không dám thiện độc, chỉ có thể toàn bộ trông coi thanh đế đám người linh hồn ngọc giản chờ đợi tình thế đến tiếp sau phát triển. Một canh giờ, hai canh giờ, mười canh giờ, hai mươi cái canh giờ. Những người còn lại linh hồn ngọc giản đều không có bất kỳ cái gì sự tình, cái này khiến toàn bộ người thở dài một hơi. Chỉ cần thanh đế không chết, kia nhân tộc tự còn có hy vọng, giống như thanh đế chết rồi, vậy thì cái gì đều xong. Nửa ngày, một ngày, thanh đế đám người linh hồn ngọc giản vẫn như cũ không có vỡ, rất nhiều đại lão nội tâm lơ lửng tảng đá lớn rơi xuống một nửa nếu quả như thật là minh đế cùng thanh đế bọn người đại chiến thời gian dài như vậy khẳng định đánh xong thanh đế đều có thể không chết khẳng định sẽ không phải chết ngụy thiên vương vân thiên vương lông mày vẫn còn không có giãn ra thanh đế không chết cố nhiên là tốt sự tình bất quá giang giật bên kia lại tựa hồ như gặp đại phiền toái vân băng sau khi trở về lập tức phái trinh sát đi cửu âm tuyệt địa phụ cần tìm hiểu tin tức giang giật nhưng vẫn không có ra dùng giang giật chiến lược không có khả năng ở phía dưới chậm trễ thời gian dài như vậy khẳng định là gặp đại phiền toái ngụy thiên vương bọn người đi không được coi như đi được khai bọn hắn đi cửu âm tuyệt địa cũng không làm nên chuyện gì dù sao giang giật thủ đoạn nhiều như vậy cửu dương thiên đế tàn hồn còn cùng giang giật cùng nhau bọn hắn đều không giải quyết được đại phiền toái bọn hắn đi cũng vô dụng nhà rột còn gặp mưa thanh đế bên này xảy ra chuyện giang giật bên kia cũng tao ngộ đại phiền toái sinh tử chưa biết Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cảm giác gần đây là một ngày bằng một năm. Báo, tầm nửa ngày sau, một cái trinh sát thống lĩnh chạy vội mà vào, hội tụ tại tòa thành bên trong các vị đại lão lập tức tinh thần nhất chấn, kia thống lĩnh hồi báo một cái để mọi người mừng như điên tin tức, chư vị đại nhân, bí cảnh bên kia trinh sát phát hiện ngân hoàng cùng nho hoàng cuồng hoàng hạ thống soái thân ảnh, bốn vị đại nhân đã hướng thiên cô giới bay tới. Thanh đế thượng vị, sở hữu phong đế cấp đều bị phong hoàng, sở dĩ thống lĩnh bên ngoài xương hô đã thay đổi, bất quá địa vị ngược lại là đều không thay đổi. Ra, bán quái sơn người bọn người đại hỉ, ngân đế cùng nhau đế cuồng đế hạ vũ có thể ra, thanh đế khẳng định cũng có thể bình an trở về. Đoán chừng là ở phía sau bọc hậu, lập tức liền có thể thu đến trở về tin tức. Báo, không có qua quá lâu, nơi xa một đạo bóng người chạy như bay đến, thật xa đều giống to, toàn bộ đại lão thình lình đứng dậy, ánh mắt sáng rực hướng đại môn nhìn lại. Rất nhanh một cái trinh sát tiểu thống lĩnh chạy như bay đến, không bằng hắn sau khi đi vào hai chân mềm nhũn thế mà lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó cuống quyết đứng lên hô lớn, nho hoàng đưa tin tới, nói minh đế đã xuất thế, đem thanh đế vây ở minh nguyên, phong đế bị chém giết. Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang, viêm đế ngụy thiên vương hạng khôi bọn người thân thể run lên, tựa như giống hết y như là trời sập. Cuồng đế nho đế bọn người chạy về thanh đế một người bị vây ở bên trong còn có thể sống sao minh đế đều đã xuất thế, ai có thể cứu thanh đế toàn bộ người đều luống cuống tự liền luôn luôn chấn định lân hậu trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng lông mày nhíu chặt viêm đế hạng khôi ngụy thiên vương bọn người càng là triệt để không biết làm sao người tới triệu tập một vạn trinh sát đem minh giới cho ta vây quanh mật thiết chú ý minh giới hết thảy cử động bán quái sơn người trước hết nhất lấy lại tinh thần lập tức triệu tập trinh sát giám thị minh giới nhất cử nhất động phòng ngừa minh đế mang binh xuất kích để tránh đánh cho trở tay không kịp sau đó bán quái sơn người lần nữa hạ đạt mấy cái mệnh lệnh bắt đầu triệu tập các giới quân đội hội tụ thiên cô giới, minh đế như là đã xuất thế, kia sớm muộn hội phản công, thiên cô giới đứng mũi chịu sào, nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Ta có một loại dự cảm, thanh đế lần này sẽ xảy ra chuyện. Giống như xảy ra chuyện, các người lập tức rút lui, toàn bộ rút lui đi thiên hồng giới, bảo tồn lực lượng là vương đạo. Ngụy thiên vương nhớ tới giang giật, còn quả nhiên cho giang giật cho đoán chúng. Chỉ là như thế thời khắc, Ngụy Thiên Vương làm sao có thể dẫn người rời đi giờ phút này hắn muốn nói muốn dẫn người rời đi, hội trong nháy mắt bị bán quái sơn người một trưởng đánh chết a. Đợi, chỉ có thể chờ đợi ngân đế cuồng đế nho đế hạ vũ các nàng trở về, mọi người tại cùng nhau thương nghị một phen, nhìn xem ứng đối như thế nào. Không đúng, Ngụy Thiên Vương đột nhiên nhớ tới Giang giật mặt khác một phen, hắn nói Cửu Dương Thiên Đế Hoài Nghi Minh Đế chuyển thế tại nhân tộc. Bán quái sơn người một mực tại thiên cô giới mà minh giới bên kia đã chứng minh minh đế xuất thế, như vậy cái này suy đoán liền là sai lầm. Lời này là cửu dương thiên đế nói, cửu dương thiên đế cũng sẽ suy đoán sai lầm sao. chương 2049, minh đế xuất thế. Gần nửa ngày sau ngân đế cuồng đế nho đế hạ vũ trở về, xác nhận trước đó đưa tin, phong đế hoàn toàn chính xác chết rồi, thanh đế hoàn toàn chính xác bị vây ở một cái minh nguyên bên trong, là minh đế tự mình xuất thủ. Thanh đế mang theo năm người xông vào minh giới, ngay từ đầu phi thường thuận lợi, một đường huyết tẩy, căn bản không có Minh Vương dám xuất hiện đối kháng, Thanh đế mang theo mọi người hủy đi mấy cái minh nguyên. Ngay tại Thanh đế cảm giác không sai biệt lắm chuẩn bị lúc rời đi, Minh Cổ xuất hiện đánh lén, đem Hạ Vũ cho đả thương, kém chút đánh giết. Thanh đế giận dữ mang theo mọi người truy sát, không ngờ lại bên trong Minh Đế quỷ kế. Minh Cổ bị Thanh đế kích thương, mắt thấy muốn bị đánh giết, Minh Cổ trốn vào một cái minh nguyên. Thanh đế tự nhiên nổi giận truy sát xuống dưới, chuẩn bị đem minh cổ chém giết. Ngay tại thanh đế dẫn người vừa mới đuổi tiếp lúc, minh đế lại xuất hiện. Cái này minh nguyên bên trong đã sớm bố trí minh ma chu thần trận, minh đế trực tiếp phong ấn đại trận, đồng thời chém giết phong đế. Nếu không phải thanh đế liều mạng xuất thủ đem minh ma chu thần trận xé mở một cái lỗ hổng, sợ là cuồng đế nho đế hạ vũ ngân đế giờ phút này đều cùng phong đế một cái hạ tràng. Các người tận mắt thấy minh đế. Các loại chờ nho đế đem sự tình giảng thuật một lần, lần hậu hỏi một cái đại gia muốn biết nhất vấn đề, cuồng đế gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù không có nhìn thấy bản tôn, chỉ là ngưng tụ một cái hư ảnh, nhưng tuyệt đối là minh đế không sai. Minh đế khí tức quá kinh khủng, đó căn bản không cách nào bắt trước, minh đế đã khôi phục được thiên đế chi cảnh, nếu không liên hoàng cũng sẽ không bị một chiêu miểu sát. Một chiêu miểu sát, lần hậu bọn người liếc nhau, trên mặt đều là kinh hãi, phong đế chiến lực so cuồng đế viêm đế bọn người mạnh có thể cùng lân hậu tương đương, ngoại trừ thiên đế chi cảnh ai có thể một chiêu miểu sát lân hậu. Toàn bộ người nội tâm đều nặng nề xuống tới, hạ vũ tại lúc này đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài màu hoàng kim hai tay phụng cho bán quái sơn người, khuôn mặt trang nghiêm quát, sư tôn có lệnh, mời sơn nhân tạm thay thiên đế chi vị, thống lĩnh nhân tộc, mọi chuyện sơn nhân làm chủ, toàn bộ người nhất định phải dùng sơn nhân vi tôn, nếu không giết chết bất luận tội. Ây, thiên đế chi vị, viêm đế lân hậu lần nữa kinh ngạc, ngày này đế chi vị còn có thể truyền không đạt tới thiên đế chi cảnh làm sao có tư cách ngồi thiên đế vị trí ai sẽ chịu phục thống lĩnh nhân tộc không có vấn đề. Trước đó thanh đế không tại vẫn là bán quái sơn người thống lĩnh nhân tộc, nhưng cái này cùng thế thiên đế chi vị sao có thể đồng dạng. Lân hậu cùng viêm đế thạch đế ánh mắt hướng cuồng đế ngân đế nhìn lại, nhìn thấy hai người này đều nhẹ gật đầu, xem ra đây không phải hạ vũ loạn truyền lời nói, đích thật là thanh đế mệnh lệnh, toàn bộ người đều nghe được. Đều như thế thời khắc, mọi người cũng không có tranh quyền đoạt lợi chi tâm. Nếu là thanh đế mệnh lệnh không sai, trước đó một mực cũng là bán quái sơn người thống lĩnh nhân tộc, tất cả mọi người không dám nói gì. Bán quái sơn người tiếp nhận lệnh bài, cũng không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại một mặt nặng nề, ánh mắt của hắn nhìn về phía hạ vũ hỏi, thiên đế nhưng có cái khác mệnh lệnh truyền xuống tỉ như. Chúng ta như thế nào nghĩ cách cứu viện hắn? Không có, cuồng đế nói tiếp, chúng ta vừa mới xông ra minh ma chu thần trận cái kia xé rách lỗ hổng lập tức bị minh đế ngăn chặn. Thiên đế để chúng ta lập tức trốn, chúng ta cũng không dám kháng mệnh, một đường liều mạng chém giết, mới may mắn chạy về. Minh cổ các loại chờ Minh Vương giờ phút này đều tại kia Minh Nguyên phủ cận, nếu không phải nghĩ vây giết thiên đế, đoán chừng chúng ta đều phải để lại tại Minh giới. Toàn bộ người trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ai dám nói chuyện, hoặc là nói không ai dám dẫn đầu quyết định. Chư vị, hạ vũ lại có chút cuống lên, nàng chắp tay nói, sư tôn gặp nạn, chư vị chẳng lẽ cứ như vậy chơ mắt ngồi sư tôn là nhân tộc thiên đế, cũng là nhân tộc hy vọng, sư tôn như vẫn lạc, ai có thể chống lại minh đế hạ vũ khẩn cầu chư vị mau cứu sư tôn. Bịch, hạ vũ hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, thân thể nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, thấy trong mọi người tâm càng không phải là mùi vị. Hạ thống soái mau dậy đi, bán quái sơn người đứng dậy tự mình đỡ lên hạ vũ, một mặt trầm thống nói ra, thiên đế gặp nạn, chúng ta lại thế nào không vội đâu thiên đế là nhân tộc thiên đế, cũng là chúng ta thiên đế. Chúng ta đương nhiên sẽ không chờ mắt nhìn lên trời đế vẫn lạc, tất cả mọi người nói một chút làm thế nào chứ. Cuồng đế chừng mắt nói ra, còn có thể làm sao triệu tập đại quân giết vào minh giới, cùng minh đế liều mạng. Thiên đế tuyệt đối không thể sai sót, nếu không chúng ta không ai có thể gánh vác được minh đế, thiên đế nhất định phải cứu trở về. Nho đế gật đầu nói, thiên đế hoàn toàn chính xác không xảy ra chuyện gì, nếu không nhân tộc đều muốn xong đời. Minh đế vừa mới xuất thế, khẳng định chiến lực còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, chúng ta mang nhân tộc đại quân giết vào minh giới, có lẽ còn có hy vọng đem thiên đế cứu ra. Lân Hậu trầm mặc không nói, Thạch đế cùng Ngân đế cũng không nói chuyện, Bán Quái Sơn người ánh mắt nhìn về phía Lân Hậu nói, Lân Hoàng, ngươi là có ý gì? Bị điểm tên, Lân Hậu chỉ có thể mở miệng nói ra, cứu khẳng định là muốn cứu, bất quá muốn nhìn làm sao cứu pháp chúng ta bất kỳ quyết định gì cũng không thể qua loa nếu không rất dễ dàng toàn quân bị diệt lân hậu rất đúng trọng tâm bán quái sơn người nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía thạch đế cùng ngân đế thạch đế nghĩ nghĩ trả lời ba người chúng ta lão gia hỏa là thiên đế cứu ra nếu không chỉ có chết già ở lôi đình đường bán quái sơn người đã thiên đế nói để chúng ta nghe ngươi ngươi liền tự mình quyết định đi chúng ta lĩnh mệnh chính là bán quái sơn người khẽ vuốt cằm ánh mắt lúc này mới nhìn về phía ngụy thiên vương cùng hàng khôi hỏi, hai vị là có ý gì đâu. Hạng khôi đứng lên nói, ta nghe thiên đế, hết thảy tôn sơn nhân mệnh lệnh làm việc. Toàn bộ người ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Ngụy Bình Bình, chỉ có Ngụy Thiên Vương không có tỏ thái độ. Ngụy Bình Bình cúi đầu trầm ngâm, đợi chừng người hơi thời gian mới thật dài thở dài nói ra, đề nghị của ta là lui binh, bỏ qua tất cả giới diện, trở lại thiên hồng giới, bảo tồn nhân tộc lực lượng. Ừ, cuồng đế viêm đế thạch đế ngân đế hạ vũ sắc mặt đều lạnh xuống, cuồng đế tính tình gấp lập tức bão nổi, vẫn nộ quát ngụy bình bình người có ý tứ gì người ý tứ không cứu thiên đế hừ hừ ngụy bình bình người có phải hay không còn đọc cái kia nghịch tặc nghĩ một lần nữa lập một cái mới thiên đế a à. cuồng hoàng ngụy bình bình sắc mặt âm trầm đứng lên quát lạnh nói mời ngươi nói chuyện chú ý ta ta chỉ là đưa ra cái nhìn của ta thiên đế gặp nạn ta cũng rất bi thống lo lắng nhưng chúng ta không thể như vậy mất lý trí mang theo đại quân phóng đi minh giới thật có thể cứu ra thiên đế giống như có thể cứu ra ta ngụy bình bình chết không có gì đáng tiếc nhưng giống như cứu không ra lại đem nhân tộc cận tồn lực lượng tiêu hao nhân tộc tụ triệt để vong hạ vũ tại thời khắc này ngược lại không có xúc động chống đối ngụy bình bình mà là gật đầu nói ngụy hoàng nói đến cũng không phải không có đạo lý đại gia vẫn là trước tỉnh táo một chút không thể hành sự lỗ mãng bất quá sư tôn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc chúng ta nhất định phải tại trong vài canh giờ xuất ra biện pháp ta trước tỏ thái độ đi bất luận lần này các người có cứu hay không ta nhất định phải mang binh đi minh giới cứu vất sư tôn, sư tôn đối hạ vũ có tái tạo tri ân, hạ vũ cho dù chết cũng phải đem sư tôn cho tựu ra. Nhìn qua hạ vũ kia kiên nghị gương mặt xinh đẹp, mọi người nhao nhao gật đầu, cái này tiểu nữ hoa quả nhiên có can đảm, trọng tình trọng nghĩa. Đáng tiếc không có thời gian cho nàng đột phá phong đế cấp, nếu không tuyệt đối có thể trở thành nhân tộc một vị trí tôn, minh đế xuất thế quá sớm một chút ha. Trường 2050, Độc Tri Nguyên, Hạ Vũ tỏ thái độ, viêm đế cuồng đế rất nhanh cũng tỏ một chút trạng thái ngân đế thạch đế là thanh đế cứu ra tự nhiên cũng tỏ thái độ muốn đi nghĩ cách cứu viện thanh đế nho đế thế mà cũng tỏ thái độ chỉ còn lại lân hậu ngụy bình bình hạng khôi lân hậu một mực trầm mặc không nói ngụy bình bình không dám nói nữa sợ kích thích chúng nộ cuối cùng sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía bán quái sơn người dù sao vị này chính là thế thiên đế như vậy đi bán quái sơn người trầm mặc dòng dã ba nén hương thời gian lúc này mới ngẩng đầu nói ra, ta tự mình mang cuồng hoàng, viêm hoàng, ngân hoàng, thạch hoàng, nho hoàng, hạ thống soái cùng 60 triệu đại quân tinh nhuệ giết vào minh giới, nghĩ cách cứu viện thiên đế. Lân hoàng ngụy hoàng hạng hoàng các người tỏa trấn thiên cô giới, giống như tình huống không đúng, lân hoàng ngươi chủ trì đại cục, như thế nào? a à, thạch đế ngân đế hạ vũ ngược lại là không có ý kiến, cuồng đế viêm đế nho hoàng có chút kinh ngạc, cũng có chút khó chịu. Dựa vào cái gì bọn hắn đi liều mạng, Lần hậu Ngụy bình, bình Bình bọn người lại tại Thiên cô giới bên trong an nhàn ngồi a minh giới khủng bố như vậy, Minh Đế còn ra thế, muốn liều mạng hẳn là mọi người cùng nhau đi a. À. Bất quá bán quái sơn người đều tự mình xuất trinh, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không tốt nói cái gì. Lần hậu nhìn thấy mấy người thần sắc đang muốn nói cái gì, Ngụy Bình Bình lại đột nhiên gật đầu nói, hết thảy tuân sơn nhân mệnh lệnh từ sự tình. Hạng Khôi đồng dạng không muốn đi chịu chết, liền vội vàng đứng lên nói, chúng ta tuân mệnh. Hừ hừ. Cuồng đế hử lạnh hai tiếng, trong mắt đùa cợt cũng không còn cách nào che giấu, nhìn qua Ngụy Bình Bình Vân Thiên Vương trên mặt đều là vẻ châm chọc. Ngụy Bình Bình cùng Hạng Khôi đều như vậy nói, Lân Hậu chỉ có thể u u thở dài nói, Sơn Nhân yên tâm tiến đến, hậu phương hết thảy có ta. Tốt vậy cứ thế quyết định, bán quái sơn mắt người bên trong lộ ra một vòng kiên định, trong tay màu hoàng kim thiên đế lệnh bài vừa hiện, quát khẽ hạ lệnh, chư vị đều đi triệu tập quân đội, sau năm canh giờ xuất phát, chinh chiến minh giới lần này hết thảy bằng vào ta mệnh lệnh làm chủ dùng cứu ra thiên đế đầu mục nhiệm vụ mặc dù nếu dám có thoái ý không tuân mệnh lệnh giết chết bất luận tội thiên đế lệnh làm đều lấy ra không ai còn dám nói cái gì hết thảy đều định ra tới hạ vũ lập tức ra ngoài triệu tập quân đội những người còn lại nhao nhao lĩnh mệnh xuống dưới riêng phần mình an bài chủ tính trung toàn cục lân hậu cùng ngụy thiên vương sóng vai đi tới hai người lông mày chăm chú nhân lại đối với sự tình phía sau phát triển trong hai người tâm đều không chắc lần hậu nhìn một cái bầu trời, cảm giác phá lệ kiềm chế. Nàng dừng một chút truyền âm cho Ngụy Thiên Vương nói, Giang giật ở đâu có thể hay không đưa tin cho hắn, để hắn mời cửu Dương Thiên Đế phân tích tình huống. Không cách nào đưa tin, Ngụy Thiên Vương nhất nhất cả chứng liền là chuyện này, tại như thế thời khắc mấu chốt, hết lần này tới lần khác Giang giật đi cửu Dương tuyệt địa chưa hề đi ra, căn bản là không có cách liên hệ. Ngụy Thiên Vương truyền âm giải thích một lần, lần hậu khẽ lắc đầu rời đi. Sau năm canh giờ đại quân liền muốn xuất phát, coi như giang giật theo cửu âm tuyệt địa bên trong ra cũng đã muộn chỉ có thể cầu nguyện lần này đại quân có thể bình an thuận lợi đem thanh đế cứu ra ngụy bình bình một người nhìn qua phía đông bầu trời kinh ngạc đứng một hồi thở dài lẩm bẩm nói thiếu chủ nhân tộc tao ngộ đại nạn rất có thể lần này đối với nhân tộc chính là che đỉnh tai ương ngươi đang làm gì đó giang giật chuyện gì đều không có làm mà là ngồi tại thiên đình bên trong thật sự là hắn gặp phải phiền toái bị vây ở cửu âm tuyệt địa bên trong đương nhiên hắn như nghĩ bay ra tuyệt địa ngược lại là đơn giản bất qua cái này tuyệt địa bên trong có ba loại thiên địa bản nguyên hắn không muốn bỏ qua trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp thu lấy cái này ba loại bản nguyên sở dĩ một mực tại bên trong đợi nghĩ biện pháp thôi nơi này có một loại âm khí cái này âm khí so giang giật trong tưởng tượng kinh khủng giang giật vừa đi ra ngoài liền sẽ bị âm khí xâm nhập không chỉ thiên lực hội nhiễu loạn mà lại tất cả năng lượng đều sẽ nhiễu loạn bao quát linh hồn chi lực hắn vừa ra thiên đình về sau liền sẽ tứ chi bất lực đi không được đường, tại âm khí bên trong ngốc lâu sẽ còn đầu choáng váng hoa mắt, nếu không lập tức truyền tống vào thiên đình bên trong, tuyệt đối sẽ hôn mê ở bên ngoài. Trong này có hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên, còn có một loại năng lượng kỳ dị, tự liền si hồng cũng không biết là cái gì bản nguyên. Những này âm khí liền là loại kia bản nguyên thả ra, này mới khiến Giang giật cảm thấy rất hứng thú, bằng không hắn đã sớm khống chế thiên đình bay ra ngoài. Hiên viên long đối với hắn mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không trần chờ sở dĩ vân băng an toàn giang giật không lo lắng. Tại cái này tuyệt địa bên trong, giang giật có thể ẩn thân tại thiên đình bên trong không có nguy hiểm, chính hắn cũng là an nhàn. Cái này bên ngoài còn có một loại quái vật, có thể phun khói hắc nga, lít nha lít nhít đếm không hết. Phun ra ngoài xương mù đều có độc, có thể ăn mòn người nhục thân, mặc dù không có linh tiên yêu huyết khủng bố như vậy, nhưng uy lực cũng rất bất phàm. Ngụy đế cấp đoán chừng bị vây lên cuối cùng sẽ bị ăn mòn thành một cỗ hài cốt. Hắc Nga Giang Giật cũng không lo lắng, bởi vì thôn thiên thú có thể khống chế hắc nga, giang giật nhức đầu là những cái kia âm khí. Những này âm khí ở khắp mọi nơi, vô hình vô sắc, coi như giang giật phóng thích hỏa chi nguyên thần lá chắn đồng dạng có thể chảy vào, để hắn tứ chi bất lực đi không được đường, rất nhanh liền đầu choáng váng hoa mắt. Giang giật thử rất nhiều biện pháp, tỉ như đem thử thiết thú thả ra mang theo hắn tiến lên, tỉ như lấy ra thần thụ diệp trị liệu, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn vừa ra bên ngoài thời gian ba cái hô hấp liền sẽ tứ chi bất lực, đầu mê man. Si Hồng không có bất kỳ biện pháp nào, Kha Lộng Ảnh bọn người càng muốn không ra biện pháp, Giang Giật chỉ có chính mình minh tư khổ tưởng. Giống như loại này năng lượng có thể được đến, hắn sẽ đạt được một loại phi thường quỷ dị cường đại thần thông, có thể trong lúc vô hình để cho người ta tứ chi bất lực, linh hồn chi lực nhiễu loạn, đây là phi thường thủ đoạn lợi hại. Đây rốt cuộc là năng lượng gì có phải hay không thiên địa bản nguyên, ta lại nên như thế nào hấp thu đâu giang giật ngồi tại nội điện bên trên bên cạnh giang tiểu nô bồi tiếp ngồi ở bên người kha lộng ảnh cũng ngồi ở một bên kha lộng ảnh phi thường thông minh trong khoảng thời gian này cùng giang tiểu nô quan hệ khiến cho phi thường tốt nàng biết rõ giang giật phi thường cưng chiều cái này từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau tiểu thị nữ cùng lúc nào đi tranh giành tình nhân không bằng cùng giang tiểu nô giữ gìn mối quan hệ dạng này ngược lại sẽ đạt được giang giật càng nhiều sùng ái thế giới này nói cho cùng vẫn là nam tôn nữ ti cường giả đa số là nam tử thời gian dài như vậy lân hậu cũng liền ra một cái. Giang giật quá ưu tú, mà lại rất đa tình, đã lựa chọn giang giật, kha lộng ảnh chỉ có thể tiếp nhận chính mình âu yếm nam nhân bị rất nhiều nữ nhân cộng đồng chiếm hữu sự thật. Không yêu tú nam tử, không muốn, yêu tú nam tử, lại bị rất nhiều nữ tử thích, cái này có lẽ liền là mỗi nữ nhân bi ai đi. Kha lộng ảnh cùng giang tiểu nô đều không nói gì, lặng lặng nhìn qua giang giật, các nàng đều tin tưởng giang giật có thể phá giải cái vấn đề khó khăn này. Tại trong lòng hai người giang giật thế nhưng là không gì làm không được, yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh gần như cũng không cần đi cân nhắc. Âm khí, hắc ngà bướm độc khí độc chẳng lẽ nguồn năng lượng kỳ lạ đó là độc chi nguyên, nếu không ta phóng thích hỏa chi nguyên thần lá chắn vì sao cũng không thể chống cự có thể chống đỡ thiên địa bản nguyên chỉ có ngang cấp năng lượng A. Giang giật trầm tư 10 cái canh giờ, đột nhiên nội tâm khẽ động, không bằng hắn đôi mắt lại là càng thêm mê mang. Phong chi nguyên là thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên dung hợp mà thành, giống như đây là độc chi nguyên, lại là cái gì cùng cái gì dung hợp mà thành. chương 2051 là trời đế mà chiến. Giang giật to gan cho một giả thiết, giả thiết trong này kỳ dị năng lượng là độc chi nguyên, như vậy chỉ cần hắn thôi diễn ra lôi điện làm sao diễn sinh độc chi nguyên, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Lần trước phong chi nguyên liền là như thế, Giang giật thôi diễn suốt lôi sinh phong áo nghĩa, thoáng cái tự hấp thu phong chi nguyên. Cái này giả thiết là rất hợp lý, dù sao phía ngoài âm phong có thể thẩm thấu hỏa chi nguyên vào đây, trên đời này có thể chống đỡ thiên địa bản nguyên chỉ có thiên địa bản nguyên. Đúng rồi, Giang giật nội tâm lần nữa khẽ động, hắn nhớ tới lần trước tại Luân Minh bí cảnh bên trong, cũng tương tự có ba loại bản nguyên, phong chi nguyên, hỏa chi nguyên, thủy chi nguyên. Mà cái này bí cảnh bên trong đồng dạng có hai loại khác bản nguyên, hỏa chi nguyên cùng mộc chi nguyên. Kia, phải chăng có thể để mộc chi nguyên cùng hỏa chi nguyên dung hợp được, liền có thể thôi diễn suốt lôi sinh độc áo nghĩa. Giang giật từ trước lôi lệ phong hành, thân thể lóe lên liền đi truyền tống đi bí cảnh bên trong, Kha Lộng Ảnh cùng Giang Tiểu Nô đều mặc kệ, một người ngồi ở bí cảnh bên trong cầm trong tay thần thụ diệp thôi diễn. Một đại biểu cho sinh mệnh, sinh sôi không ngừng, hỏa đại biểu hủy diệt, đốt diệt hết thảy. Một cùng hỏa làm sao có thể dung hợp ra độc áo nghĩa lại nói có độc cái này áo nghĩa sao? Tại bí cảnh bên trong Giang giật não hải chuyển động tốc độ đạt tới kinh khủng tình trạng, thôi diễn rất nhanh. Hắn không đi quản phía ngoài bất cứ chuyện gì, trời sập lại nói hắn trước tiên cần phải đem cái này độc chi nguyên đem tới tay đây chính là rất cường đại một loại thần thông lần này có kinh nghiệm lần trước thế mà lạ thường thuận lợi chỉ là ba ngày thời gian gian giật lại tìm được một cái phù hợp điểm hắn tại thời khắc này đôi mắt đột nhiên mở ra mừng rỡ như điên trầm tư suy nghĩ rốt cuộc tìm được cái giờ này loại này cảm giác vui sướng người bên ngoài là không thể nào hiểu được hỏa hủy diệt mộc trùng sinh hủy diệt trùng sinh trùng sinh hủy diệt như thế lặp đi lặp lại phía dưới liền có thể sinh ra một loại kỳ lạ năng lượng loại này năng lượng không cách nào hủy diệt từ đầu đến cuối tồn tại trong thiên địa có thể phá hư sinh cơ lại ngay cả hỏa diễm đều không thể triệt để phá hủy loại này năng lượng liền là độc giang giật sơ bộ đã thôi diễn ra độc nơi phát ra đương nhiên muốn triệt để dung hợp cảm mộ còn cần thời gian có lẽ suy đoán của hắn cũng là sai lầm hay là hắn đem cái này áo nghĩa suy đoán đại thành lại không cách nào hấp thu phía ngoài năng lượng Hết thảy đều càng cũng chưa biết, chỉ có thể chờ đợi cuối cùng đại thành kia một ngày. Cái này thôi diễn thời gian muốn thật lâu, mặc dù gian giật thôi diễn tốc độ cực nhanh, nhưng muốn đại thành ít nhất cũng phải mấy ngày. Hắn ở chỗ này an nhàn thôi diễn, thật tình không biết cục thế bên ngoài đã phát sinh long trời lở đất biến ảo. Bán quái sơn người liên tục không ngừng triệu tập nhân tộc đại quân tinh nhuệ, toàn bộ hội tụ thiên cô giới. Mặc dù đã sớm hạ đạt phong tỏa tin tức mệnh lệnh, nhưng lớn như thế hành động quân sự cùng chư vị đại lão vẻ mặt ngưng trọng, vẫn là dẫn tới lời đồn bay đầy trời. Thanh đế chậm chạp không có trở về, nơi này đại quân tụ tập, liền xem như đồ đần cũng biết xảy ra chuyện. Gần nhất các giới đều có minh tộc gian tế phản loạn, các giới bản đều điều tập quân đội trấn áp đóng giữ, thế mà mặc kệ những này gian tế, quân đội tinh nhuệ gần như toàn bộ đều đi, các giới bên trong con dân đều lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Năm ngày thời gian vừa đến, đại quân tề động, 60 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp truyền tống ra thiên cô giới, phô thiên cái địa hướng minh giới bay đi. Lớn như thế tin tức, cũng không còn cách nào ẩn tàng, rất nhanh liền truyền khắp sở hữu giới diện, trong lúc nhất thời các giới đều sôi trào. Thanh đế không có trở về, bán quái sơn người tổ chức đại quân giết vào minh giới. Mà lại xuất trinh lần này không có tin tức gì truyền ra, nếu như là thanh đế mệnh lệnh đại quân hành động, vậy khẳng định sẽ có thông cáo. Tỷ như thanh đế chuẩn bị triệt để hủy diệt minh tộc, bên kia khẳng định cũng sẽ có tin chiến thắng chuyển đến mới là A. Lần hậu rất nhanh hạ đạt một cái thông cáo, các giới lưu thủ quân đội tiến vào nhất cấp đề phòng, nghiêm cấm rối loạn, một khi có bất kỳ rối loạn sự tình phát sinh, giết chết bất luận tội. Lần hậu mệnh lệnh để các giới con dân càng thêm bất an, mỗi cái thành trì bên trên đều là quân đội tuần tra, trên đường cũng không thể dừng lại, ai dám nháo sự lập tức chém giết. Quân sự hóa quản lý dưới, ngược lại là trong lúc nhất thời ổn định cục diện, Minh giới bên kia không có bất kỳ cái gì cử động, rất an tĩnh, toàn bộ minh giới tựa như một cái như cự thú mở cái miệng to ra, chờ đợi nhân tộc đại quân đi vào. Nửa ngày sau, vô số hỗn độn thần chu đã tới minh giới bên ngoài. Mà đúng lúc này minh giới bên ngoài đã tuôn ra liên tục không ngừng đại quân, còn có minh luân mấy cái minh vương tự mình dẫn đội, rõ ràng nghĩ chặn đánh nhân tộc đại quân tiến vào minh giới. Tốt, nhìn thấy minh tộc đại quân, chư vị đại lão tướng quân thống soái ngược lại an tâm. Minh tộc đại quân xuất hiện trận đánh điều này nói rõ cái gì nói rõ Minh tộc đại quân e ngại đại quân tiến vào Minh giới A, sợ những đại quân này đi quấy rầy Minh đế hành động, đi giải cứu thanh đế. Cái này còn nói rõ Minh đế nghĩ diệt sát thanh đế còn rất khó khăn, nhân tộc còn có hy vọng. Tiến công, bán quái sơn người không có chút gì do dự, dẫn đầu nhân tộc đại quân vô giết tới, lần này tất cả phong đế cấp đều không có quan chiến, mà là sung phong đi đầu tự liền bán quái sơn người đều tự mình xuất chiến. Minh tộc chỉ là xuất chiến bốn cái phong đế cấp minh vương, minh cổ chưa từng xuất hiện, bán quái sơn người bọn người đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, chuẩn bị đem minh luân nhóm cường giả lưu tại minh giới bên ngoài. Minh tộc điều tập hơn bốn ngàn vạn đại quân, chiến đấu phi thường thảm liệt, chém giết rất tàn khốc. Minh luân mấy cái minh vương ngược lại là sợ chết, xem tình huống không đúng tự thối lui đến đại quân hậu phương, dù sao minh tộc quân đội chết lại nhiều bọn hắn đều không đau lòng. Đại chiến dòng giã nửa ngày, minh tộc quân đội rốt cục lui, bất quá cũng không có lui quá xa mà là tiến vào minh giới tiếp tục chặn đánh nhân tộc đại quân, rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Nửa ngày thời gian, tại bán quái sơn người bọn người tự mình xuất thủ tình huống dưới, toàn bộ đại quân dục huyết phấn chiến, chém giết minh tộc hơn 2.000 vạn đại quân. Nhân tộc bên này chết đi 6-700 vạn quân sĩ, có thể tưởng tượng chiến đấu chi tàn khốc. Giết đi vào, minh tộc càng là chống cự, nhân tộc bên này càng là dũng mãnh. Phổ thông nhân tộc không biết xuất trinh lần này ý muốn như thế nào, quân đội lại thu sạch đến thông chi, lần này giết vào minh giới là vì giải cứu bị nhốt thiên đế. Là trời đế mà chiến, khẩu hiệu này phi thường vang dội, có thể kích phát bọn dũng mãnh chi tâm. Thanh đế bị thần thoại quá lợi hại, tại bình thường quân sĩ bên trong kia là nhân loại chúa tể, vì chúa tể mà chiến, vì nhân tộc mà chiến, những này quân sĩ như thế nào lại sợ chết. Minh giới hàng năm bị khói đen che phủ, phía ngoài hồng mông cương khí đều bị minh khí tràn ngập, thoạt nhìn như là một cái đen nhánh viên cầu bán quái sơn người bọn người tự mình động thủ đem hồng mông cương khí xé rách ra một cái lỗ hổng lớn nhân tộc đại quân liên tục không ngừng đi vào cuối cùng toàn bộ biến mất ở bên trong cuồn cuộn trong hắc vụ thiên đế quân theo ta tập kích phá ma quân cùng chu minh quân chặn đánh phía dưới minh tộc bán quái sơn trong tay người cầm màu trắng phất trần hạ vũ trên tay quang minh áo nghĩa liên tục không ngừng đánh ra tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí bán quái sơn người mang theo sở hữu phong đế cấp cùng một cái tinh nhuệ nhất đại quân phá vây mà xuống Nhiệm vụ lần này không phải chu sát minh tộc đại quân, mà là cứu vớt thanh đế. Bán quái sơn người đương nhiên sẽ không cùng minh tộc đại quân dây dưa, mang theo 2.000 vạn đại quân hướng nơi xa tập kích, hướng vây khốn thanh đế minh nguyên phương hướng phóng đi. Minh giới bên ngoài còn có rất nhiều trinh sát, bọn hắn ngay từ đầu còn có thể nghe được bên trong không ngừng truyền đến các loại kêu giết tiếng nổ. Chậm rãi minh giới bên trong khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên nhân tộc đại quân đã xâm nhập minh giới. Toàn bộ trinh sát âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này nhân tộc đại quân cùng thanh đế có thể bình an trở về, nếu không. Nhân tộc tận thế cũng nhanh đến, chương 2052, sự tình lớn rồi. Suốt cục đại thành, tại nhân tộc đại quân tiến vào minh giới tam thiên về sau, giang giật xuất quan, hắn cuối cùng đem lôi sinh một cùng lôi sinh hỏa áo nghĩa dung hợp, cũng đã nhận được một loại tân áo nghĩa. Hưu, hắn không để ý tới còn tại nội điện bên trong lo lắng chờ đợi kha lộng ảnh cùng giang tiểu nô, thân thể lóe lên ra phía ngoài. Ngay tại hắn vận chuyển lôi sinh độc áo nghĩa về sau, chuyện thần kỳ phát sinh những cái kia âm lãnh năng lượng thế mà toàn bộ hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, cuối cùng bị hấp thu tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, ngưng tụ thành một tia hơi mờ năng lượng. Ha 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 ha, Giang giật đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười ha ha, lần này là thường thuận lợi. Những ngày âm lãnh năng lượng quả nhiên là độc chi nguyên, lôi sinh hỏa cùng lôi sinh mộc áo nghĩa dung hợp thôi diễn ra thế mà thật là lôi sinh độc áo nghĩa. Hiu hiu hiu. Cách đó không xa vô số hắc nga bay tới, mỗi một cái đều có to bằng bàn tay, nhìn thấy Giang giật tựa như thấy được một đám lửa điên cuồng phóng tới, trong miệng phun ra một loại chất lỏng màu đen, xem xét tựu có kịch độc. Tiểu mãnh đối với côn trùng loại yêu vật, Giang giật nửa điểm không thèm để ý, triệu hồi ra thôn thiên thú ra. Tiểu thú trên đầu kim sắc độc giác quang mang lấp lánh, nhẹ nhõm đem từng mảnh từng mảnh hắc nga cho khống chế. Chỉ cần những này âm phong không cách nào thương tổn tới mình, cái này bí cảnh tự triệt để an toàn, Giang giật thu hồi thiên đình, mang theo tiểu thú tiến lên, si hồng truyền âm rất nhanh vang lên, đoàn kia năng lượng ngay tại tây bắc biên người vạn lý một cái đại sơn trong động, nhanh đi hấp thu. Ngươi, tiểu tử này thật là quái thai, thế mà liền loại này năng lượng đều có thể hấp thu. Hắc hắc, Giang giật gượng cười hai tiếng, một bên nhanh chóng hướng bên kia phóng đi, một đường tất cả âm phong tự động bị hấp thu, hắc nga từng mảnh từng mảnh bị thuần hóa thu nhập thiên châu bên trong. Hắc nga nhiều lắm, Giang giật cũng không ngại nhiều, những này hắc nga mặc dù không có phong trùng lợi hại như vậy nhưng giống như cùng phong trùng cùng một chỗ phối hợp kia lực sát thương tựu lớn giang giật để tiểu thú đem tao ngộ hắc nga toàn bộ thuần hóa thu nhập thiên đình bên trong đây chính là từng cái đại quân a giang giật hành tàu tốc độ rất nhanh chỉ là nửa canh giờ tựu đã tới cái kia cự đại sơn động bên ngoài hắn thận trọng đi vào đi vào thật xa tựu dò xét bên trong có một đoàn rất lớn năng lượng màu đen quả nhiên hỏa chi nguyên tại cái đoàn này năng lượng phương bắc vạn lý Mộc Chi Nguyên tại cái này đoàn năng lượng phương nam vạn lý, xem ra cái này đoàn năng lượng thật là bởi vì Hỏa Chi Nguyên cùng Mộc Chi Nguyên mới xuất hiện. Giang Dật vận chuyển lôi sinh độc áo nghĩa, chậm rãi tới gần nơi này đoàn năng lượng, tại khoảng cách một trượng lúc cái kia năng lượng chậm rãi di động, hướng Giang Dật vọt tới. Suy suy, năng lượng tới gần Giang giật sau nhanh chóng bị hấp thu đi vào, cuối cùng tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Toàn bộ năng lượng màu đen sau khi hấp thu Giang giật có chút hiếu kỳ hướng tiểu thú nói ra, không biết độc này chi nguyên cụ thể có bao nhiêu độc nếu không. Tiểu mãnh ngươi thử một chút, ta không muốn, ta không muốn. Tiểu thú hô to, hơn nữa còn uy hiếp giang giật, đại mãnh liệt, người dám bắt ta thử, ta tự không giúp người thuần hóa những cái kia bươm bướm. Tốt tốt tốt, giang giật nhếch miệng cười một tiếng, thân thể bay đi, đi hấp thu mộc chi nguyên cùng hỏa chi nguyên. Hắn hướng phía nam bay đi, một đường tiếp tục thuần hóa hắc nga, rất nhanh hắn phát hiện phía trước cây cối đều là yêu thụ hắn không chút khách khí, nhanh chóng bay qua đem đoàn kia mộc chi nguyên sau khi hấp thu đem thụ yêu thu sạch tiến vào thiên đình. Sự tình phía sau tựu đơn giản, giang giật hấp thu hỏa chi nguyên sau tại bí cảnh bên trong bôn tẩu, đem tất cả hắc Nga thuần hóa mang đi, trọn vẹn bận rộn 10 cái canh giờ rốt cục toàn bộ làm xong. Đi, giang giật lấy ra thiên đình hướng trên không trung vào tới, hắn tại bí cảnh bên trong đã rất nhiều ngày, không biết cục thế bên ngoài biến thành dạng gì. Hiu hiu hiu, giang giật vừa bay ra ngoài, phía ngoài vân băng lưu lại trinh sát lập tức liền bay tới. Giang giật thần thức quét qua, phát hiện hiên viên long thế mà cũng tại, mà lại sắc mặt mười phần cấp bách, hắn còn thật xa tự quát khẽ thiếu đế, người rốt cục ra. Lộp bộp, Giang giật nội tâm hơi hồi hộp một chút, xem hiên viên long dáng vẻ rõ ràng là có đại sự xảy ra a hắn vội vàng truyền âm ra ngoài nói, toàn bộ tản, hiên viên long không muốn kháng cự, ta truyền tống ngươi vào đây. Ông, hiên viên long bị truyền tống vào thiên đình nội điện, nhìn thấy Giang giật sau lập tức một gối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cấp bách nói ra, thiếu đế, xảy ra chuyện lớn. Không nên gấp, từ từ nói, trời sập không xuống. Giang giật ngồi tại nội điện tử kim vương tọa bên trên, hắn vừa mới truyền tống vào đến không bao lâu, kha lộng ảnh cùng Giang tiểu nô còn chưa tới gấp hỏi thăm liền thấy hiên viên long truyền tống vào tới. Kha lộng ảnh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, xem ra bên ngoài phát sinh đại sự A. Điên hoàng chết rồi, thiên đế bị nhốt, mấy ngày trước bán quái sơn người mang theo 60 triệu đại quân đi vào minh giới, giờ phút này vẫn còn không có cái gì tin tức truyền về. Hiên viên Long nói một câu nói, Kha Lộng Ảnh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, giang giật sắc mặt cũng trầm xuống, ngược lại là không có Kha Lộng Ảnh kinh hoàng như vậy. Kha Lộng Ảnh chủ yếu là lo lắng lân hậu, nàng lên tiếng dò hỏi, lân hậu đâu? Lân hoàng tại thiên cô giới tỏa chấn, ngụy thống soái mấy người cũng tại thiên cô giới. Hiên viên Long hồi báo tin tức để Giang giật cùng Kha lộng ảnh có chút thở dài một hơi, Giang giật dừng một chút, bắt đầu hỏi thăm chuyện kỹ càng đi qua, sở hữu chi tiết đều không có buông tha, chọn vẹn hỏi nửa canh giờ mới đưa đầu đuôi sự tình đều hỏi rõ ràng. Sự tình lớn rồi, nghe xong tất cả mọi chuyện, Giang giật nội tâm biến thành nặng dị thường, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Dưới cơ duyên xảo hợp hắn tại bí cảnh bên trong chờ đợi mấy ngày, bên ngoài không cách nào liên hệ hắn, đại quân đã đi vào nhiều ngày như vậy, đây đã là xấu nhất cuộc diện hắn trầm mặc xuống, phân tích các loại tình huống, ba nén hương về sau hắn đột nhiên quát khẽ, hiên viên long, cho người cái nhiệm vụ. Người lập tức trở về nói cho lân hậu cùng ngụy thiên vương, để các nàng toàn bộ rút về thiên hồng giới, đem sở hữu giới diện nhân tộc đều rút về đến, người cầm lệnh bài của ta đi, lập tức. Tốt, hiên viên long không dám ngỗ nghịch giang giật mệnh lệnh liên thanh đáp ứng, kha lộng ảnh lại lắc đầu nói ra, giang giật. Lân hậu sẽ không bởi vì ngươi truyền câu nói tự rút quân, ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Cũng là, Giang giật nghĩ nghĩ, Kha Lộng Ảnh nói có đạo lý, coi như Kha Lộng Ảnh trở về đoán chừng đều không nhất định có thể thuyết phục. Dù sao lân hậu cũng không phải ngụy bình bình, không có tôn hắn làm chủ. Đi, sự tình khẩn cấp, Giang giật lập tức khống chế thiên đình chỉ lên trời hồng giới bay đi, tốc độ đạt đến cực hạn, dù sao thanh đế bọn người toàn bộ đều tại minh giới, coi như bị người phát hiện hành tung của hắn cũng không quan trọng. Thiên đình tốc độ rất nhanh, chỉ là 10 cái canh giờ Giang giật tự đã tới một trong đó chuyển chạm hắn mang theo hiên viên long kha lộng ảnh xuất hiện đều không dùng linh nguyễn thuật biến ảo bộ dáng trực tiếp trong chiều chuyển trạm bay đi ừm hắn là trạm trung chuyển có ba cái lão phong vương cấp thủ hộ giang giật chân dung đã sớm chuyển khắp toàn bộ nhân tộc ba cái phong vương cấp thoáng cái tự nhận ra toàn bộ như lâm đại địch giang giật không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm mang theo kha lộng ảnh hiên viên long bay thẳng đi truyền tống trận quát lạnh nói nhân tộc có đại sự xảy ra không có thời gian cùng các ngươi dài dòng hoặc là truyền tống hoặc là các ngươi đều chết. Giang giật khí thế toàn thịnh, đằng đằng sát khí, tựa như một cái nổi giận sư tử. Ba vị phong vương cấp nhiếp tại Giang giật khí thế động cũng không dám động, ba người nhìn nhau vài lần, cuối cùng lựa chọn truyền tống. Giang giật muốn giết bọn hắn cùng bóp chết mấy cái kiến tộc không có khác nhau, giết bọn hắn như cũng có thể truyền tống. chương 2053, dựa vào Giang giật. Giang giật truyền tống đi viêm đế thành, vừa ra trong truyền tống trận, toàn bộ viêm đế thành vỡ tổ, Giang giật lại dám quang minh chính đại xuất hiện, chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp thanh đế đi minh giới trắng trợn giết chóc. Viêm kỳ ngay tại viêm đế thành, hắn dò xét đến thành nội bạo động, trước tiên thần thức quét ra, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mang theo một đám viêm gia cường giả bay ra. Giang giật, người muốn làm gì, viêm ra không ai, chỉ có viêm kỳ tỏa chấn. Giang giật không để ý đến hắn, mang theo kha lộng ảnh hiên viên long đi truyền tống thần trận, lúc này mới nhìn qua viêm kỳ nói ra mở ra truyền tống trận, nếu không đổ các ngươi viêm ra cả nhà. Xoạt, viêm ra con em lập tức quần tình xúc động, một mảnh xôn xao, thành nội vô số tỏa thành bên trong từng cái cường giả bay vụt mà lên, như lâm đại địch. Cái này truyền tống thần trận là đi thiên cô giới, thiên cô giới bên trong giờ phút này đại quân tụ tập, lần hậu bọn người tỏa trấn tại kia, viêm kỳ nghĩ nghĩ sắc mặt âm trầm quát khẽ, mở ra truyền tống trận. Ông, truyền tống trận mở ra, giang giật bọn người biến mất tại trong truyền tống trận. Viêm kỳ bọn người toàn bộ trầm tĩnh lại, tên sát tinh này đi cũng tốt, đi gieo họa người khác dù sao cũng so gieo họa viêm ra tốt. Chọn vẹn truyền tống 10 cái canh giờ, giang giật rốt cuộc ra thiên cô thành bên trong. Đồng dạng, bên này cũng thoáng cái tựu náo nhiệt lên, giang giật quang minh chính đại xuất hiện, hơn nữa còn là tại nhân tộc phát sinh đại sự thời khắc, chẳng lẽ hắn muốn nưu đồ làm loạn. Hưu, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương phi bắn mà ra, mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhìn qua Giang Giật, cũng không có hành lễ, dù sao mặt ngoài thanh đế là thiên đế giang giật là nghịch tặc toàn bộ thối lui nhìn thấy giang giật bị một đám quân sĩ vây quanh ngụy thiên vương quát khẽ một tiếng giang giật phi thân mà lên đi theo ngụy thiên vương vân thiên vương hướng một ngôi đại điện bay đi lân hậu tự mình đi ra nghênh đón nhìn thấy giang giật bên người kha lộng ảnh nàng khẽ lắc đầu nói người nhà đầu này có lang quân cũng không cần người nhà mẹ đẻ lân hậu kha lộng ảnh thẹn thùng chạy như bay nhào vào lân hậu trong ngực Giang giật chắp tay hành lễ nói, Giang giật tham kiến lân hậu. Đi vào nói đi, lân hậu mang theo mọi người đi vào đại điện, sau đó mở ra cấm chế, lân hậu ngồi lên chủ vị ánh mắt nhìn về phía Giang giật nói, người lần này như thế vội vàng chạy tới, thế nhưng là có chuyện gì? Ta không có việc gì, các ngươi xảy ra đại sự. Giang giật trà đều không uống một cái lập tức quát khẽ nói, lân hậu, ta hoài nghi bán quái sơn người liền là minh đế, lần này 60 triệu đại quân tiến vào minh giới, còn có cuồng đế viêm đế bọn hắn có thể đều sẽ có đi không về. Sở dĩ ta nghĩ mời người lập tức triệu tập tất cả nhân tộc cùng quân đội rút lui, đều truyền tống đi thiên hồng giới, bảo tồn nhân tộc lực lượng, nếu không nhân tộc sẽ gặp che đỉnh tai ương. Ách, à, lân hậu ngụy thiên vương vân thiên vương liếc nhau, trong mắt đều là kinh hãi, bán quái sơn người là minh đế việc này quá dọa người a. À. Giống như bán quái sơn người là minh đế, lần này toàn bộ cường giả cùng quân đội đều muốn toàn quân bị diệt. Lân hậu hít một hơi thật sâu, hỏi, giang giật, lời này của ngươi nhưng có chứng cứ đây cũng không phải là nói đùa. Mà lại, thiên đế tại minh giới tao ngộ minh đế tập kích, đây chính là cuồng hoàng bọn hắn đều nhìn thấy, bán quái sơn người đoạn thời gian kia lại một mực tại thiên cô giới đâu. Hắn một mực tại thiên cô giới, Giang giật cười lạnh vài tiếng nói ra, ai có thể chứng minh nếu như ta nhớ không lầm, đoạn thời gian kia lân hậu ngươi, lão ngụy. Thạch đế hạng khôi đều bị phân biệt phái đi ra các giới chân áp minh vương đi thiên cô giới chỉ có bán quái sơn người một người, Người trông cậy vào những này phổ thông quân đội nắm giữ bán quái sơn người hành tung, có thể sao? Cái này, Lân Hậu bọn người nghĩ nghĩ, giống như kia mấy ngày thời gian xác thực toàn bộ đều điều ra ngoài, thiên cô giới chỉ có bán quái sơn người một người, đằng sau xảy ra chuyện mới toàn bộ triệu tập trở về. Lân Hậu nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói, chỉ bằng điểm này, người cũng không thể nói bán quái sơn người là minh đế a. À. Lại nói, bán quái sơn người đều sống mấy ngàn năm. Minh đế lần trước xuất thế là hơn một ngàn năm trước, thời gian cũng đối không lên. Mặt khác bán quái sơn trên thân người không có nửa điểm minh khí, điểm ấy chúng ta đều có thể cảm ứng, thanh đế như vậy tin tưởng hắn, giống như bán quái sơn người có vấn đề, thanh đế hội nhìn không ra vấn đề gì. Giang giật khoát tay nói, thời gian hoàn toàn không là vấn đề, minh đế vạn nhất là trực tiếp đoạt xá đâu còn như vì sao trên người hắn không có bất kỳ cái gì minh khí, minh đế sống thời gian dài như vậy, có một ít cường đại kỳ dị thần thông, cái này không bình thường sao? Sở dĩ chắc chắn như thế, Giang giật dừng một chút, tiếp tục nói ra là bởi vì thiên đế, ta nói không phải thanh đế. Mà là cửu dương thiên đế, hắn đối với mình đế khí thức rất quen thuộc, gần như tất cả mọi người hắn đều dò xét qua, nhưng không có dò xét qua bán quái sơn người. Mỗi lần bán quái sơn người đều không cùng ta đối mặt, lần trước hố trời phía trên, bán quái sơn người liền không có xuất hiện, nhiều người như vậy đều tới, hắn nhưng không có đến hắn vẫn là đứng tại thanh đế bên này, điều này nói rõ hắn sợ cùng ta đối mặt, sợ thiên đế dò xét ra hắn chân thân. Mặt khác, sự tình lần này bên trong nghi điểm nhiều lắm. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đã minh đế có thể xuất thế, vì sao muốn đem nhiều như vậy giới diện chắp tay nhường cho đã thanh đế đều có thể vây ở minh nguyên, hạ vũ cuồng đế nho đế bọn người vì sao có thể trốn về đến minh đế có thể một chiêu miểu sát phong đế vì sao không dùng nhiều phí mấy chiêu đem những người còn lại giết. Tốt ha, à, coi như minh đế muốn tiêu diệt thanh đế, không có thời gian phản ứng cuồng đế hạ vũ các nàng. Minh cổ đâu các người cảm thấy minh cổ mang theo một đám minh vương không thể lưu lại cuồng đế hạ vũ các nàng minh cổ là cái gì chiến lực, minh đế quân là cái gì chiến lực các ngươi đều không rõ ràng sao. Nghi điểm lớn nhất, Giang giật một hơi đem một bụng nói đều nói ra, liền là khối kia thiên đế lệnh bài, cùng truyền thiên đế chi vị. Các ngươi nếu như là thanh đế, hội tương thiên đế chi vị tạm thời cho người khác sau hắn xuất trình trước đã để bán quái sơn người thống lĩnh nhân tộc, vì sao còn muốn cố ý mang một tấm lệnh bài trở về còn đem thiên đế chi vị truyền cho bán quái sơn người thanh đế lòng dạ ba vị đều không rõ ràng sao cái này có thể sao ây giang giật một phen nói đến lân hậu cùng ngụy thiên vương vân thiên vương sửng suốt một chút nhất là một điểm cuối cùng càng là tựa như vào đầu quát gậy đem tại mọi người gõ tỉnh thanh đế lòng dạ hoàn toàn chính xác không rộng lớn nếu không năm đó cũng sẽ không truy sát giang giật hắn coi trọng nhất thiên đế chi vị coi như mang một tấm lệnh bài trở về cũng sẽ không nói để bán quái sơn người tạm thay thiên đế chi vị. Lần hậu bọn người trước kia một mực bị thanh đế bị nhốt tin tức giật mình, đều không có nghĩ sâu vào. Lần hậu nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cảm giác không đúng, hỏi ngược lại, theo ngươi nói như vậy. Cuồng đế nho đế hạ vũ bọn người có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Giang giật phi thường khẳng định nói ra, tất cả mọi người đoán chừng đều bị minh đế khống chế, minh đế cố ý để mấy người kia trở về. Mục đích đúng là mang một đám người đi vào chịu chết, mang 60 triệu nhân tộc đại quân đi vào cho bọn hắn đổ sát, trước hủy đi nhân tộc đại bộ phận cường giả cùng quân đội, quay đầu lại đến thu thập các ngươi. Xong, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương hổ khu run lên, nếu quả như thật hết thảy như Giang Giật nói, nhiều cường giả như vậy cùng quân đội đi vào bị giết, nhân tộc còn có cái gì hy vọng có thể nói. Lân hậu, Giang Giật nhìn thấy lân hậu trần chờ bất định, có chút cuống lên, khuyên nhủ, mặc kệ tình huống như thế nào, người rút lui trước quân, đem sở hữu giới diện nhân tộc rút đi, tổng không phải chuyện xấu. Giống như thanh đế bọn người không có việc gì, vậy những này giới diện lại đoạt lại chính là, giống như sự tình thật không thể vãn hồi, chúng ta tập trung lực lượng còn có một trận chiến tiền vốn. Một trận chiến tiền vốn lân hậu cười khổ nói ra, chúng ta còn có cái gì tiền vốn nếu quả thật như ngươi nói, chúng ta dựa vào cái gì lực kháng minh đế. Dựa vào giang giật, một giọng già nua đột ngột vang lên, ngủ say cửu dương thiên đế thế mà tỉnh lại. Mà lại hắn còn ngưng tụ ra một cái bóng mở ra đại điện bên trong, Cửu Dương Thiên Đế bình tĩnh nói ra, toàn bộ các người nghe giang giật, nhân tộc có thể còn có hy vọng, nếu không liền đợi đến hủy diệt đi. Chương 2054, đại rút lui. Dựa vào ta, Giang Giật chính mình cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin cùng đầu mối, không biết nên làm sao đối kháng Minh Đế cùng thời khắc này thế cục, Cửu Dương Thiên Đế ngược lại tốt trực tiếp đem như bước cho thổi ra. Thiên, Thiên Đế, lần hậu liếc nhìn vài lần, thân thể mềm mại run lên, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương lại là đã sớm quỳ xuống lạnh. Lần hậu vội vàng quỳ xuống, ba người đi lễ nói tham kiến thiên đế. Giang giật có chút khom người, cửu dương thiên đế nhẹ gật đầu mở miệng nói, tình huống ta đều đã hiểu không sai biệt lắm. Giang giật nói không sai, các ngươi hẳn là lập tức thu nạp binh lực tử thủ thiên hồng giới. Còn tại nắm lấy những này giới diện không thả, sẽ chỉ binh bại như núi đổ, liền sau cùng một điểm binh lực đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tuân thiên đế lệnh, cửu dương thiên đế trí tuệ như hải, đã hắn ra mặt, đừng nói lui binh, để lân hậu mang binh giết vào minh giới nàng đều không có bất cứ chút do so dự nào dù sao vị này chính là nhân tộc nhất cường đại một đời đại đế a à. nhìn thấy cửu dương thiên đế tàn hồn xuất hiện lân hậu cùng ngụy thiên vương vân thiên vương đột nhiên cảm giác tìm được chủ tâm cốt trong hai người tâm lập tức dễ dàng rất nhiều đúng vậy a à, cửu dương thiên đế tàn hồn vẫn còn giang giật vẫn còn nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng cũng không phải là không có lực đánh một trận giang giật cửu dương thiên đế ánh mắt chuyển hướng giang giật hạ lệnh, người lập tức an bài một chút, sau đó dưới hố trời. Dưới hố trời, Giang giật tại thời khắc này đột nhiên đã hiểu, xem ra cửu dương thiên đế đối với mình lôi điện áo nghĩa có phi thường cường đại lòng tin. Chỉ cần có thể đạt được kim chi nguyên, cái này lôi điện áo nghĩa rất có thể hội đại thành, nói không chừng chiến lực của hắn sẽ có long trời lở đất biến ảo. Chuyện nơi đây tiểu ta cầu các người rồi, kiên trì đến ta ra. Giang giật cùng lân hậu ngụy Thiên Vương dặn dò một tiếng, dứt khoát hướng ra phía ngoài bay đi. Kha lộng ảnh vốn định đi theo, nhưng nghĩ nghĩ lân hậu càng cần hơn người, nàng vẫn có thể lưu lại hỗ trợ tốt, chỉ có thể nhìn giang giật rời đi. Hưu, cửu dương thiên đế tiến vào giang giật thứ 9 khỏa tinh thần, cái sau theo đại điện bên trong bắn ra, trực tiếp đi truyền tống thần trận, lân hậu thanh âm rất nhanh vang lên, mở ra truyền tống thần trận, đưa tin cho thiên hồng giới bên kia, giang giật hết thảy hành động không ngăn được. Ông, truyền tống thần trận mở ra, giang giật truyền tống rời đi, lần hậu thanh âm vang lên lần nữa toàn bộ tướng quân đều tiến vào nội điện đến có khẩn cấp quân vụ bán quái sơn người trước khi đi thông báo toàn quân trong khoảng thời gian này lân hậu chủ trì sở hữu quân vụ lân hậu lúc đầu uy vọng tự cao thanh đế cùng bán quái sơn người không tại lân hậu mệnh lệnh tự nhiên không ai dám kháng cự lân hậu triệu tập sở hữu tướng quân hạ một phen mệnh lệnh mặc dù rất nhiều tướng quân nội tâm kinh nghi nhưng cuối cùng vẫn không dám ngỗ nghịch lân hậu ý chỉ vô số đưa tin như hoa tuyết truyền đi các giới Ngụy Thiên Vương các loại chờ, 36 cái thiên vương tự mình mang theo lân hậu lệnh bài, phân biệt đi các giới, bắt đầu di chuyển nhân tộc, chuyển di tài nguyên cùng quân đội. Mệnh lệnh truyền khắp các giới, các giới lập tức một mảnh rối loạn. Nguyên bản các giới con dân ở giữa tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đều suy đoán phát sinh đại sự, muốn di chuyển xoay chuyển trời đất hồng giới, triệt để xác nhận cục diện nghiêm trọng tính. Bất quá rất nhiều tiểu gia tộc tại các giới, khống chế rất lớn một khối địa bàn cùng vô số tài nguyên bảo địa, không bao giờ để hắn cái gì cũng không cần cứ như vậy chuyển di tự nhiên có chút mâu thuẫn bọn hắn thật vất vả khai hoang khuếch trương thổ tại không có cái gì đất hoang bên trên kiến tạo thành trì tại rất nhiều tài nguyên bảo địa bên trên kiến tạo cấm chế đóng quân quân đội con dân gia tộc bỏ ra giá cả to lớn còn chưa kịp thu hồi chi phí lập tức muốn rút lui trở về đây chính là không có gì cả những cái kia tiểu gia tộc làm sao lại cam tâm sở dĩ rất nhiều tiểu gia tộc kháng mệnh thậm chí còn cùng quân đội phát sinh xung đột rất nhiều nơi xuất hiện rối loạn bạo động. Tin tức truyền đến lân hậu nơi này, lân hậu phi thường quả quyết hạ lệnh không nguyện ý rút lui liền để bọn hắn lưu lại, nếu có rối loạn, ảnh hưởng rút lui cùng quân tâm trực tiếp thiết huyết chân áp. Lân hậu mệnh lệnh này rất có hiệu quả, đại quân thiết huyết chân áp phía dưới, chém giết một chút gây chuyện tiểu gia tộc tộc trưởng, rối loạn thoáng cái lắng lại. Muốn rút lui đi theo đại quân rút lui, không muốn rút lui tiếp tục lưu lại. Chờ chết đi, mặc dù đại quân cũng không có truyền đạt chờ chết ý tứ này, nhưng đại quân đều rút lui, bọn hắn một chút tiểu gia tộc, một chút bình dân lưu lại không phải đợi chết là cái gì tùy ý đến một chút cấp thấp minh tộc đều có thể quét ngang bọn hắn. Thiên Hồng giới bên trong càng thêm náo nhiệt, toàn bộ giới diện bí cảnh đại quân con dân liên tục không ngừng rút lui trở về. Cái này khiến Thiên Hồng giới bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế, mỗi cái thành trì gia tộc tử đệ bình dân nội tâm đều treo lên. Thật vất vả đánh xuống tất cả giới diện, lại toàn bộ vứt bỏ Thanh đế cùng bán quái sơn người bọn người mang theo đại quân tiến vào Minh giới, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền về, ngược lại Lân Hậu đem tất cả nhân tộc cùng quân đội rút về đến đem tất cả giới diện cho bỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh đế cùng những đại quân kia có phải hay không toàn quân bị diệt? Nếu không làm sao có thể tân tân khổ khổ đánh xuống giới diện đều bỏ bỏ qua những này giới diện, cái kia chính là bỏ nhân tộc phục hưng hy vọng a. À. Lân Hậu không có cho ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là toàn giới mặt thi hành quân quản nếu có rối loạn lập tức thiết huyết chân áp, không phải truyền bá lời đồn, không e rằng sự tình sinh sự, nếu không giết chết bất luận tội. Nhiều như vậy giới diện, nhiều như vậy bí cảnh, nhiều như vậy con dân cùng quân đội, nhiều như vậy tài nguyên, truyền tống thần trận mặc dù liên tục không ngừng tại truyền tống, nhưng muốn truyền tống tới cũng cần thật lâu thời gian. Tại tăng thêm muốn an trí truyền tống tới con dân, ổn định các thành trì cục diện, bài trừ gian tế, chỉnh đốn trị an, thiên hồng giới bên này tướng quân thống lĩnh là loay hoay rối tinh rối mù, Giang giật đã sớm truyền tống đến đây, hắn cũng không có lập tức dưới hố trời, mà là đi hư không bên ngoài. Hắn cần phải đi thiên yêu giới một chuyến, một là nhìn xem thiên yêu giới tình huống, hai là đem thiên đình người ở bên trong đưa đi thiên yêu giới. Lần này đi hố trời ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hố trời dưới thế nhưng là có một cái nhưng so sánh thiên đế chiến lực kỳ thú A. Vạn nhất xuống dưới không ra được đâu thiên yêu giới không xa, cưỡi thiên đình rất nhanh liền có thể vừa đi vừa về, sở dĩ giang giật nghĩ giản xếp xuống hậu sự, tránh cho tất cả mọi người bị liên lụy. Lần hậu truyền về mệnh lệnh, không ai ngăn cản giang giật, hắn nhẹ nhõm truyền tống đi hư không bên ngoài, cưới thiên đình hướng độc ma tử địa bay đi. Độc ma tử địa cách ly thiên hồng giới cũng không xa, thiên đình tốc độ đầy đủ nhanh, chỉ là hao tốn hơn 20 canh giờ giang giật tựu đã tới độc ma tử địa. Do xét một phen xác định phụ cận không có trinh sát, giang giật thu hồi thiên đình tiến vào độc ma tử địa, nhảy xuống vực sâu đã tới thiên yêu giới. Đến thiên yêu giới lại cũng không là đến Long Cốc, Giang giật còn cần cưỡi thiên đình bay đi Long Cốc. Bất quá như thế gần, chỉ là hao tốn 10 cái canh giờ Giang giật tựu đã tới Long Cốc. Xoạt, Long Cốc trong một mảnh yên tĩnh, nhìn rất an nhàn, tu luyện tu luyện, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Giang giật thần thức còn dò xét đến y phiêu phiêu chính nắm một đứa bé con tay, trong sân nhàn nhã ngồi, mạch hoài tang y thiền tô như tuyết bọn người ở tại một bên bồi tiếp. Thiên đình ra Long Cốc, trong Long Cốc thoáng cái náo nhiệt lên. Vô số người bay lên giữa không trung nghênh đón Giang Giật, Giang giật dẫn một đám người truyền tống ra thiên đình, nhìn qua lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, Giang giật nội tâm cảm giác được phi thường thư thái. Hắn ra sức như vậy tu luyện, liều mạng như vậy, không phải là vì gia nhân tộc người bằng hữu có thể hảo hảo sinh hoạt sao nếu có thể hạnh phúc an khang, ai lại nghĩ điên phổi lưu ly đâu. chương 2055, lại xuống hố trời. Hai tử là Giang nghịch lưu, bị y phiêu phiêu sủng phải cùng bảo bối đồng giạc, Giang nghịch lưu ngược lại là sửa lại rất nhiều, thường xuyên bế quan tu luyện cùng mạch hoài tan quan hệ cũng biến thành vô cùng tốt. Thiên yêu giới bên trong rất bình tĩnh, dù sao y phiêu phiêu cùng tiền vạn quán đều tại, hỏa hồ đại đế cùng thần nghe đại đế là giang giật hồn nô, tuyệt đối trung thành. Coi như không phải hồn nô, cũng không có yêu tộc dám ngỗ nghịch giang giật, dù sao giang giật là thiên đế truyền nhân, tổng hợp chiến lực đã nhưng so sánh phong đế cấp. Giang giật đối đãi thiên yêu giới các tộc phi thường tốt, có giang giật tại thiên yêu giới chưa bao giờ chiến loạn, mặc dù di chuyển một chút nhân tộc vào đây, nhưng chưa từng đi tranh đoạt các tộc tài nguyên bởi vì giang giật không thiếu tài nguyên thiên đình bên trong thứ gì đều có ngược lại giang giật ban cho rất nhiều bảo vật linh dược cho các tộc thiên yêu giới giang giật quyền uy đã đạt đến lớn nhất căn bản không có yêu tộc dám phản loạn giang giật cũng không có tại thiên yêu giới dừng lại quá lâu chỉ là bồi y phiêu phiêu cùng mọi người mấy canh giờ sau đó bản giao một chút sự tình tựu vội vàng rời đi hắn chưa hề nói đi đâu cũng không có nói cho mọi người tình huống bên ngoài bất quá lần này hắn đem thần nghe đại đế cùng hỏa hồ đại đế thiên phượng đại đế toàn bộ mang đi ra ngoài đồng thời hắn còn để lại một cái thử thiết thú là cái kia tiểu nhân thử thiết thú hắn để thử thiết thú nghe theo y phiêu phiêu điều khiển cái này thử thiết thú chiến lược phong đế cấp dưới gần như vô địch giang giật làm như vậy có nguyên nhân vạn nhất hắn chết ở bên ngoài y phiêu phiêu bọn người có thể bằng vào thử thiết thú chân áp yêu tộc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a giang giật đem toàn bộ người đều lưu lại mặc dù cũng không có nói cái gì nhưng mọi người đều cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc ngược lại là không ai dám náo cái gì dù sao giang giật chuyện quyết định tất cả mọi người sẽ chỉ lựa chọn tiếp nhận yên lặng chờ đợi giang giật bay thẳng đi thiên hồng giới truyền tống vào đi sau đó một đường truyền tống cuối cùng đi hắc vực thẳng phi thiên hố đương nhiên lần này ra ngoài giữ bí mật hắn vận dụng linh nguyễn thuật cải biến dung mạo hắn ngụy trang thành một cái phong vương cấp tướng quân là vân băng một cái thủ hạ cầm ngụy thiên vương cho lệnh bài dạng này hội điệu thấp rất nhiều lần này hắn không có giống lần trước đồng dạng trực tiếp đần đột nhảy xuống mà là để thiên phượng đại đế thần nghe đại đế hỏa hồ đại đế đều chấn thủ tại hố trời phía trên lưu lại một đầu đường lui phía dưới cái kia kinh khủng quái thú chiến lực đạt đến thiên đế cảnh coi như ba vị yêu tộc đại đế xuống dưới cũng không thể lên tác dụng quá lớn không nếu như để cho bọn hắn lưu tại hố trời phía trên giúp hắn giữ vững đường lui tránh cho bị người lừa giết hưu giang giật bắt lấy một cái màu đen dây thừng nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống mà đi rất nhanh biến mất tại hố trời phía dưới thiên phượng đại đế ba người tại hố trời phụ cận đào một cái sơn động nhỏ ba người lặng lặng ngồi xếp bằng chờ đợi giang giật trở về hoặc là vẫn lạc thật nhiều hỗn độn trùng thoáng cái hố trời giang giật liền phát hiện phía dưới đều là hỗn độn trùng từng mảnh từng mảnh vuông ra mà tới mà trước đó tiểu thú khống chế hỗn độn trùng thế mà toàn bộ cũng bị mất rất có thể đều bị gặm ăn mất tiểu mãnh ra khởi công giang giật quát khẽ một tiếng thôn thiên thú hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện bắt đầu thuần hóa hỗn độn trùng gần nhất thôn thiên thú thôn vệ một chút thiên địa bản nguyên lần nữa biến lớn mấy phần đều so cánh tay còn thô to thuần hóa tốc độ nhanh hơn mấy phần đem đáy hố trời hỗn độn trùng thuần hóa hoàn tất tiểu thú khống chế hỗn độn trùng mở đường giang giật bước chân kiên định lạ thường hướng đáy hố trời lòng đất đó hải phóng đi có thôn thiên thú tại hành tẩu rất an nhàn giang giật nội tâm lại dị thường ngưng trọng Mặc dù lần trước con quái thú kia truyền tới một tia thiện ý, đằng sau không có đuổi giết hắn, nhưng này dù sao cũng là thiên đế cảnh quái thú, nếu nó muốn công kích, Giang giật sợ là khó thoát khỏi cái chết. Vấn đề ở chỗ, Giang giật không có đường khác mà đi, có thể tìm địa phương đều tìm qua, chính là không có kim chi nguyên. Minh đế xuất thế, thanh đế gặp nạn, 60 triệu nhân tộc đại quân, còn có nhiều cường giả như vậy rất có thể có đi không về. Hắn như còn không nghĩ biện pháp để chiến lực có bay vào tính tăng lên, nhân tộc khó thoát hủy diệt vận rủi. Thiên hồng giới xong, phía dưới tựu đến phiên bảy đại tiểu thiên thế giới, đến phiên vô số vạn tượng tiểu giới, đến phiên thiên tinh giới, đến phiên thiên yêu giới, lịch sử chứng minh, minh tộc những nơi đi qua, sẽ không có một ngọn cỏ, tất cả nhân tộc đều sẽ biến thành minh nô, biến thành cái xác không hồn. Nhân loại cái chủng tộc này sẽ tuyệt chủng, toàn bộ hồng mông thế giới sẽ không còn nhân tộc cái từ này. Diệt tộc, tuyệt chủng, từ nơi này thế giới xóa đi. Đây là bất cứ một cái nhân loại đều muốn nhìn đến sự tình đi, mỗi cái chủng tộc đều hẳn là có sinh tồn quyền lực. Minh tộc so yêu tộc càng đáng sợ, yêu tộc coi như xương bá thế giới, khẳng định hội lưu lại nhân tộc hương hỏa truyền thừa, minh tộc lại để sở hữu nhân tộc biến thành minh nô, biến thành cái xác không hồn. Giang giật là vì thân nhân tộc người bằng hữu mà chiến, là vì thiên tinh giới địa giới thiên yêu giới mà chiến, cũng là vì nhân tộc mà chiến. Hắn không có thời gian, chỉ có thể mạo hiểm dưới hố trời, không thành công thì thành nhân tới gần tới gần khoảng cách cái kia dưới mặt đất hải càng ngày càng gần giang giật nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh hắn cảm giác chính mình giống như là một cái đi hướng tử thần dũng sĩ hắn muốn tại tử thần ngay dưới mắt lấy ra tử thần liêm đao tại nhổ răng cọp vạn trượng năm ngàn trượng ngàn trượng trăm trượng lần nữa đi ra thông đạo nhìn về phía trước kia một mảnh rộng lớn bát ngát dưới mặt đất hải giang giật tại thời khắc này ngược lại nội tâm trở nên phá lệ bình tĩnh cái kia cự thú không người có thể địch coi như cửu dương thiên đế tàn hồn cùng si hồng xuất hiện, thủ đoạn của hắn toàn bộ xuất ra cũng không làm nên chuyện gì, giống như quái thú muốn công kích hắn, hắn chỉ có một đường chết. Đã như vậy, hắn sợ hãi có làm được cái gì khẩn trương thì có ích lợi gì hắn giờ phút này không thèm đếm xỉa, nội tâm trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bước chân hắn kiên định từng bước một hướng dưới mặt đất hải đi đến. Xuy suy vô số hỗn độn trùng theo trong biển bột nhão bên trong dũng mãnh tiến ra tiểu thú đứng tại giang giật trên bờ vai trên đầu độc giác kim quang lấp lánh không ngớt đem vào tới hỗn độn trùng thuần hóa sau đó khống chế vây quanh ở giang giật hai bên cùng sau lưng sở dĩ từ phía sau nhìn lại có thể nhìn thấy dạng này một hình ảnh giang giật nhanh chân hướng trong biển đi đến trong biển đếm không hết hỗn độn thú bị dẫn dắt hướng giang giật điên cuồng vào tới mà đến giang giật phía trước lúc lại tự động tách ra tựa hồ cho giang giật nhường ra một con đường hải cũng không xa xôi giang giật đi mấy trăm bộ đã tới bờ biển hắn cũng không có mạo muội đi vào mà là kho người chắp tay quát khẽ nói vãn bối giang giật hồng mông thế giới nhân tộc. Giờ phút này nhân tộc sẽ hủy diệt, vãn bối cần ở dưới biển hấp thụ một chút kim chi nguyên tăng lên chiến lực, như đã quấy rầy đại nhân, mong rằng thứ tội. Giang giật thanh âm dùng thiên lực dao động, ở trên biển quanh quẩn không ngớt, bất quá trong biển cũng rất bình tĩnh, cái kia cự thú cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì lời nói truyền ra. Giang giật đợi thời gian một nén nhang, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, bước lên những cái kia bột nhão bên trong. Vào thời khắc này, trong biển lập tức bột nhão như nước biển phun trào không ngớt, mặc dù cũng không có nhắc lên kinh đào hải lãng, nhưng một đạo kinh khủng tới cực điểm khí thức lần nữa theo trong biển truyền đến, để giang giật toàn thân như rớt vào hầm băng. Một đạo một ngạt như cự trống gõ vang thanh âm vang lên tại giang giật linh hồn bên trong, dám can đảm bước vào hỗn độn hồ, chết. chương 2056, được ăn cả ngã về không? Cự thú cũng không có hiển lộ bản thể, lần này đầu đều không có xuất hiện, bất quá lại truyền âm cái này khiến Giang giật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cự thú có thể truyền âm điều này nói rõ cái gì. Nói rõ linh trí của hắn phi thường cao, nói rõ lần trước truyền lại thiện ý là chân thật, nếu không một cái như thế tồn tại cường đại, tại sao lại truyền lại thiện ý cho hắn. Có thể truyền âm liền có thể có nói khả năng, cái này cự thú không có lập tức xuất thủ, mà là uy hiếp hắn, đây càng nói rõ một vấn đề, hắn có một chút hy vọng sống. Chân hắn không có rút về, cũng không hề động, lần nữa chắp tay nói, đại nhân, tại hạ cũng không có mạo phạm chi ý, chỉ muốn ở trong biển lấy một chút kim chi nguyên, đạt được kim chi nguyên về sau, tại hạ lập tức rời đi. Cự thú không có trả lời, đều không hề có một chút thanh âm truyền đến, tựa hồ tại im ắng nói cho Giang Giật trước đó hắn không phải hù dọa Giang Giật, Giang Giật nếu dám động, hắn thật sẽ không khách khí. Giang Giật đợi chừng thời gian một nén nhang, gặp cự thú còn không có động, hắn cắn răng lại nói ra, đại nhân, việc này quan hệ toàn bộ nhân tộc mệnh mạch, tại hạ chỉ có thể mạo phạm, giống như đại nhân muốn chém giết tại hạ, tại hạ chỉ có thể cam nguyện nhận lấy cái chết. Nói xong, Giang giật chân khẽ động, dứt khoát lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, cái này bột nhão nước biển sức nổi rất lớn, Giang giật cả người đều lơ lửng tại bột nhão nước biển phía trên. Chết, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy bên trong biển sâu bột nhão phun trào, một đầu lý ngư to lớn cái đuôi đột nhiên rút ra, mang theo đạo đạo vết nứt không gian, còn có hủy thiên diệt địa khí tức hướng Giang giật trùng điệp đánh tới. TT tê tê, Giang Giật hít một hơi lãnh khí, giờ khắc này nội tâm của hắn bên trong hiện ra nguy hiểm chí mạng, loại nguy hiểm này không phải giả mạo, giống như hắn không phản kích, không lùi, sau một khắc sẽ bị đập đến vỡ nát. Tiểu tử, Si Hồng cuống lên, truyền âm cho Giang Giật, nghĩ thay hắn ngăn chờ một kích này, Giang Giật lại cấp tốc truyền âm qua, đừng nhúc nhích. Cửu Dương Thiên Đế tại thời khắc này thế mà cũng bảo trì bình thản không có xuất thủ, đều không có hiển lộ thân hình, càng không có nói chuyện. Giang Giật trong nháy mắt này lựa chọn tin tưởng cửu dương thiên đế trực giác, hai tay của hắn thở dài khom người xuống dưới, không nhúc nhích, cam nguyện nhận lấy cái chết. Hưu, to lớn cái đuôi gào thét mà đến, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hung hăng đập vào giang giật trên thân thể. Giang giật tại một khắc cuối cùng nội tâm nặng nề thở dài, cái này cái đuôi căn bản không có dừng lại ý tứ, xem ra hắn lần này. Cược sai, ầm, giang giật bị hung hăng đập bay ra ngoài, toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc đó lại bị đập nát. Giang giật trong đầu cuối cùng tàn niệm, chỉ là phát hiện thân thể của mình bị đập đến thịt nát xương tan, linh hồn cũng sụp đổ, thần hồn sợ diệt. Không đúng, Giang giật đột nhiên giật mình tỉnh lại, đã đều tan xương nát thịt, linh hồn cũng hỏng mất làm sao có thể còn có thể có tàn niệm chính mình còn có thể nhìn thấy chính mình thịt nát xương tan. Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, lại phát hiện đầu kia cái đuôi đột một biến mất, chính mình nhưng như cũ đứng tại bờ biển, thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Kinh khủng, Giang giật âm thầm kinh hãi, tự liền thứ 9 khỏa tinh thần bên trong si hồng đều rất là kinh ngạc. Bởi vì tại vừa rồi một khắc này hắn đều cảm giác đầu kia cái đuôi là thật công kích, giang giật là thật tan xương nát thịt. Chỉ có cửu dương thiên đế bất động thanh sắc, mặc dù hắn cũng nhìn không ra đầu kia cái đuôi là giả, nhưng hắn cảm nhận được cái kia cự thú mặc dù khí thế kinh khủng, lại. Không có sát khí, cửu dương thiên đế cũng không có truyền âm cho giang giật, giang giật sửng sốt một chút, lần nữa chắp tay thở dài nói, đa tạ đại nhân ân không giết. Hừ, cái kia cự thú trùng điệp hư một cái, truyền âm nói, ngươi là thế giới này duy nhất có thể hấp thu thiên địa bản nguyên người, xem như kỳ tài. Bản tọa tạm thời lưu ngươi một mạng, bất quá muốn kim chi nguyên cũng không có đơn giản như vậy, ngươi nhất định phải đáp ứng bản tọa hai điều kiện. Điều kiện gì? Giang giật tinh thần nhất chấn, đừng nói hai cái liền là một trăm điều kiện hắn đều sẽ đáp ứng A. Chỉ cần đạt được kim chi nguyên, hắn lôi điện áo nghĩa rất có thể hội đại thành, nói không chừng chiến lược lại có bay vào tính tăng lên đệ nhất thanh âm tiếp tục truyền đến cái này cự thú nói lên điều kiện lại làm cho giang giật có chút xem không hiểu ngươi nếu có một ngày mở ra tiên vực chi môn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp mang theo bản tôn đi vào giống như làm không được bản tôn liền đem các ngươi nhân tộc diệt tộc tiên vực chi môn giang giật nháy nháy mắt thứ này thật tồn tại sao coi như tồn tại giống như giang giật có cơ hội tiến vào tiên vực có thể mang người hoặc là thú đi vào vạn nhất không mang vào đi đâu vậy cái này cự thú nổi điên nhân tộc thế tất sẽ còn xong đời a à. Giang giật có chút trần chờ không quyết, đúng lúc này cửu dương thiên đế đột nhiên truyền âm nói, đồng ý điều kiện của hắn, bất quá. Ngươi để hắn giúp ngươi đối phó minh đế, tốt, Giang giật đôi mắt quang mang lóe lên, cửu dương thiên đế điều kiện này tốt, giống như cái này cửu thú đồng ý xuất chiến, bên này phần thắng tựu tăng lớn rất nhiều, dù sao cái này cửu thú chiến lực nhưng so sánh thiên đế A. À. Đương nhiên, Giang giật sẽ không lập tức nói ra điều kiện, mà là trầm ngâm thoáng cái gật đầu nói, điều kiện này ta đáp ứng, nếu như ta có thể mở ra tiên vực chi môn, nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp mang theo đại nhân tiến vào tiên vực. Đại nhân, tiên vực thật tồn tại, có tiên vực chi môn, tự nhiên là có tiên vực, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cự thú lạnh băng băng trả lời, sau đó truyền âm nói, rất nhiều chuyện ngươi không cần thiết biết rõ, chờ ngươi tu luyện tới một bước kia lại nói, nói điều kiện thứ hai. Cự thú hời hợt mấy câu, lại làm cho Giang giật cùng si hồng đều linh hồn khẽ động, nghe cái này cự thú ngữ khí xem ra tiên vực thật tồn tại mà lại cái này cự thú còn đối tiên vực hiểu rất rõ cái này cự thú lai lịch gì. Chẳng lẽ là trong tiên vực ra, tiên vực A, đây chính là truyền thuyết vô thượng chi địa, bên trong đều là chân tiên, đều có được bất tử chi thân, hằng cổ vĩnh tồn, tiện tay có thể dùng hủy diệt một cái giới diện, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đệ nhị, cự thú lần nữa truyền lời ra, để giang giật thu hồi suy nghĩ, cự thú truyền lời nói, người nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, đem cái này hỗn độn chi khí cho hấp thu. Giống như không hấp thu được, đời này tiểu cùng bản tỏa tại cái này làm bạn đi. Hỗn độn chi khí, Giang giật nháy nháy mắt, lập tức chỉ vào trong biển bột nhão nước biển nói ra là những này sao. Đúng, cự thú truyền lời nói, người muốn kim chi nguyên tại hỗn độn chi khí phía dưới, người muốn hấp thu kia nhất định phải xuyên qua hỗn độn chi khí, bản tỏa có thể giúp người xé rách ra một cái lỗ hổng để ngươi vào đây. Trong này không chỉ có kim chi nguyên, các loại thiên địa bản nguyên đều có, người muốn hút thu cái gì đều được. Bất quá ngươi vào đây dễ dàng, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đem hỗn độn chi khí cũng hấp thu, nếu không bản tọa liền đem ngươi vây chết ở bên trong, ngươi có đồng ý hay không? Cái này, Giang giật trần chờ cái này cửa thú ngược lại là không có dấu giếm tình huống, đem sự tình nói rõ được tinh tường sở. Giang giật muốn hấp thu kim chi nguyên, kia phải đi hỗn độn chi khí phía dưới. Tiến vào dễ dàng, ra tựu khó khăn, giống như Giang giật không thể hấp thu hỗn độn chi khí, vậy sẽ phải vây chết ở bên trong. Nhốt ở bên trong không có vấn đề, vấn đề ở chỗ minh đế lúc nào cũng có thể mang theo đại quân giết tới, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, giống như hắn ở bên trong khốn hơn mấy nguyệt, hoặc là mấy năm lời nói, chờ hắn ra ngoài nhân tộc đều diệt tuyệt, hắn coi như diệt sát minh đế lại có ý nghĩa gì. Đánh cược một keo, Giang giật trầm tư chọn vẹn ba nén hương thời gian, cắn răng nói ra, được rồi, đại nhân, mời phá vỡ cái này hỗn độn chi khí, để cho ta đi vào, không chiếm được kim chi nguyên, giang giật chiến lực không có hy vọng đạt được bay vào tính tăng lên. Xem tình huống minh đế tối đa một tháng liền sẽ giết tới, hắn không có thời gian, chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không. chương 2057, trở về, tốt, cự thú truyền ra một thanh âm, sau đó đầu kia to lớn cái đuôi phá hải mà ra. Ở trong biển quấy, bất quá kia hỗn độn chi khí đồng dạng không có nhấc lên quá lớn sóng gió, càng không có xé rách ra một cái lỗ hồng. Giang giật nhìn ra ngoài một hồi, nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ. Khó trách cái này cửa thú muốn truyền lại một loại thiện ý, khó trách cái này cửa thú không có giết hắn. Bởi vì, cái này cửa thú rõ ràng bị vây ở cái này hỗn độn trong hồ, cửa thú không giết giang giật còn truyền lại một loại thiện ý là hy vọng giang giật phá vỡ cái này hỗn độn hồ, đưa nó giải cứu ra. Bởi vì giang giật có thể hấp thu thiên địa bản nguyên, là cái quái thai, rất có hy vọng đem hỗn độn chi khí cũng hấp thu. rầm rầm dầm, to lớn cái đuôi lay động đến càng ngày càng lợi hại, kia hỗn độn chi khí rốt cục dâng lên cự lãng, lăn lộn càng ngày càng lợi hại. Chậm rãi một cái vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy trung tâm xuất hiện một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Tiểu tử, vào đi, cự thú thanh âm truyền đến, giang giật cũng không có lập tức đi vào, hắn trầm ngâm một lát nói ra, đại nhân, nếu như ta phá vỡ cái này hỗn độn chi khí, đem người phóng xuất. Người có thể hay không giúp ta đi chém giết một cái minh tộc cường giả ngươi chỉ cần xuất thủ một lần liền tốt Không thể, Cự thú lạnh băng băng thanh âm truyền đến, cũng không phải là không muốn giúp ngươi, mà là bản tọa không thể ra tay. Về sau lại cùng ngươi giải thích, mau vào, nếu không bản tọa muốn không chịu nổi. Tốt ha, Giang giật cười khổ một tiếng, phi thân hướng hỗn độn chi khí bên trên bôn tẩu. Cái này hỗn độn chi khí sức nổi rất lớn, Giang giật tựa như hành tẩu trên đất bằng, hắn rất nhanh đến cái kia vòng xoáy phụ cận, sau đó thả người nhảy một cái rơi vào vòng xoáy nội bộ. Hưu, hóa thành một đạo hắc quang giang giật rất nhanh biến mất không thấy, vòng xoáy biến mất, đầu kia to lớn cái đuôi rút vào đáy biển không thấy. Hỗn độn hồ khôi phục bình tĩnh, tất cả hỗn độn trùng cũng không động đậy nữa, hố trời phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch. A, à, giang giật tiến vào hỗn độn chi khí phía dưới, hố trời phía trên thiên phượng đại đế ba người đồng thời đôi mắt mở ra. Bởi vì ba người cảm giác linh hồn cùng giang giật đã mất đi liên hệ, không cách nào cảm ứng được giang giật khí tức. Loại tình huống này phi thường quỷ dị. Ba người đều là yêu tộc đại đế, xem như giang giật hồn nô, cũng có thể nói là linh thú. Không luân ba người ở phương nào, đều có thể cảm ứng được giang giật linh hồn, coi như tại không gian thần khí bên trong, hoặc là tại khác biệt giới diện cũng giống vậy, ít nhất có thể cảm ứng được giang giật khoảng cách rất xa. Giống như giang giật chết rồi, ba người cũng đã chết. Nhưng ba người sống thật tốt địa, lại cùng giang giật đã mất đi tinh thần liên hệ, điều này không khỏi làm cho ba vị đại đế kinh nghi. Ba người nhìn một cái sâu không thấy đáy hố trời kinh hãi không thôi, Giang giật đây là đi địa phương nào chẳng lẽ là một thế giới khác nếu không làm sao có thể để ba người đã mất đi tinh thần liên hệ. Tiếp tục chờ đi, thiên phượng đại đế nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại nói ra, không có chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta chỗ nào đều không cần đi, hoặc là chờ chủ nhân ra, hoặc là chờ minh đế đánh tới. Ai, thần nghe đại đế cùng hỏa hồ đại đế đều biết tình huống, hai vị yêu tộc đại lão nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn về phía phía tây. Thanh đế bên kia nếu là thật sự xảy ra chuyện, Minh đế mang binh giết tới, nhân tộc hủy diệt sau liền muốn đến phiên yêu tộc. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, thiên hồng giới bên này càng thêm náo nhiệt. Sở hữu giới diện con dân quân đội đều rút lui trở về, chỉ có một cái giới diện không nhúc nhích thiên cương giới. Bởi vì thiên cương giới bên trong được ban cho cho tam tộc, bên trong đều là tam tộc con em, nửa khỏe tộc linh tiên tộc mỹ tâm tộc. Cái này tam tộc lân hậu xem chừng không điều động được, coi như có thể điều động lân hậu cũng không muốn điều. Bởi vì Giang giật nói, bán quái sơn người là minh đế chuyển thế, nàng sợ vạn nhất bị nói chúng, tam tộc tiến vào thiên hồng giới ngược lại sẽ chuyện xấu. 10 ngày, Giang giật hạ hố trời 10 ngày về sau, toàn bộ quân đội cùng dân chúng đã bị rút lui trở về. Ngoại trừ thiên cô giới lưu lại đại lượng trinh sát bên ngoài, còn lại giới diện trinh sát đều lưu lại rất ít. Đương nhiên thiên cương giới tam tộc vẫn còn, tam tộc cũng không có phái người tới hỏi thăm muốn hay không rút lui vào thiên hồng giới. Lần hậu cùng Ngụy Thiên Vương bọn người trở về, lần hậu bắt đầu đợt thứ hai đại rút lui, đem vô số dân chúng bình thường triệt hồi bảy cái tiểu thiên thế giới. Thiên hồng giới rất có thể sẽ trở thành chiến trường, phổ thông dân chúng nữ quyến lão giả lưu lại sẽ chỉ trở thành vướng víu, sẽ chỉ gây nên khủng hoảng, sẽ chỉ làm cục diện loạn hơn. Vậy còn không như triệt hồi bảy cái tiểu thiên thế giới, thiên hồng giới bất diệt, chiến hỏa liền sẽ không tai họa đi bảy cái tiểu thiên thế giới. Lần này rút lui nhân khẩu liền có hơn, mà lại truyền tống trận đều tại cửu dương thành, cũng đều phân biệt chỉ có một cái, coi như liên tục không ngừng truyền tống, sợ là không có hơn nửa năm đều không thể truyền tống đi. lân hậu chỉ có thể triệu tập đại lượng vật liệu bắt đầu tu kiến truyền tống trận, loại này truyền tống trận tu kiến tốc độ rất chậm, thật là khó khăn vô cùng, tốn hao vật liệu khổng lồ. Chỉ là đều như thế thời khắc, coi như lại khó cũng muốn tu kiến. Để lân hậu nhức đầu sự tình còn có một cái, giang giật hạ hố trời đã lâu như vậy, còn không có bất cứ tin tức gì. Nàng phái người đi hố trời phụ cận hỏi thăm qua, nhưng không có đạt được bất cứ tin tức gì, thiên phượng đại đế ba người giữ vững hố trời cửa vào, bất kỳ người nào không phải xuống dưới. Thứ 13 ngày, một tin tức theo thiên cô giới bên kia chuyển đến, để lân hậu cùng ngụy Thiên Vương rất là chấn kinh. Bởi vì bên kia đưa tin trở về, nói bán quái sơn người bọn người trở về, mang về 2.000 vạn tàn quân, còn có cuồng đế nho đế hạ vũ, lại là không thấy viêm đế thạch đế cùng ngân đế. Mà lại minh giới bên ngoài trinh sát dò xét đến, đại quân phía sau có minh tộc đại quân truy sát, giờ phút này chỉ tàn quân chính hướng thiên cô giới bỏ chạy. Tin tức này không chỉ là một cái trinh sát truyền về, mà là mười mấy cái trinh sát đồng thời truyền về. Lần hậu lúc rời đi bàn giao, một khi phát hiện tình huống, tất cả trinh sát đội trưởng đều muốn đưa tin. Dạng này có thể tránh khỏi trinh sát bị khống chế, truyền lại tin tức giả trở về. Hơn người đầu đưa tin, điều này nói rõ việc này là thật, bán quái sơn người thế mà mang binh lui về tới tình huống này cùng Giang giật đoán hoàn toàn trái ngược A. Giống như bán quái sơn người là minh đế, cái kia hẳn là là toàn bộ nhân tộc đại quân đều hủy diệt, mà không phải còn thừa lại hơn 2.000 vạn. Mặc dù như thế, tin tức này đồng dạng để lân hậu bọn người nội tâm chìm vào đáy cốc. Bán quái sơn người mang theo 60 triệu đại quân, kia là nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đội, 60 triệu chỉ còn lại hơn 2.000 vạn, tổn thất hơn phân nửa. Mà lại thạch đế viêm đế ngân đế chưa có trở về, mặc dù linh hồn ngọc giản không có vỡ, nhưng rất có thể giữ nhiều lành ít. Duy nhất để lân hậu bọn người may mắn chính là thanh đế linh hồn ngọc giản còn không có toái, điều này nói rõ thanh đế còn sống. Thanh đế người này mặc dù lòng dạ không thế nào rộng lớn, danh lợi tâm trọng, nhưng hắn nếu là nhân tộc thiên đế, vậy liền tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc, càng sẽ không trở thành minh nô. Nếu có khoảnh khắc như thế, thanh đế tuyệt đối sẽ không chút do so dự tự bảo. Lân hậu cùng bán quái sơn người nhất thời không biết làm sao bây giờ, đến cùng có nên hay không tin tưởng bán quái sơn người đâu. Bán quái sơn người trở lại thiên cô giới về sau, khẳng định sẽ phái người đưa tin tới hỏi thăm lân hậu vì sao đại rút lui nói không chừng sẽ đem lân hậu cùng ngụy Thiên Vương triệu tập đi qua, thậm chí có thể trực tiếp mang theo nhau đế cuồng đế bọn người truyền tống tới, chất vấn lân hậu, có phải hay không phản bội thanh đế. Phong tỏa truyền tống thần trận, một mực đi theo lân hậu kha lộng ảnh, đột nhiên lên tiếng nói, lân hậu không thể để cho bán quái sơn người bọn người truyền tống tới, đem sở hữu liên tiếp ngoại giới đưa tin thần trận đều cho phòng ấn hoặc là hủy đi bán quái sơn người có vấn đề tuyệt đối có vấn đề lớn như cho bọn hắn truyền tống vào thiên hồng giới chúng ta liền xong rồi lân hậu cùng ngụy thiên vương nhướng mày lân hậu hỏi tiểu lộng ảnh ngươi vì sao như thế xác định trực giác kha lộng ảnh khẽ lắc đầu nói ra cụ thể ta cũng không nói lên được ta chính là cảm giác có vấn đề cũng không hoàn toàn là bởi vì giang giật nguyên nhân lân hậu ngài biết rõ ta là thái âm chi thể Trực giác của ta lại so với những người còn lại đều linh mẫn một chút. Ta đột nhiên có loại rất mãnh liệt trực giác, giống như cho những người này truyền tống vào đến, thiên hồng giới liền xong rồi. Chương 2058, xấu nhất cục diện. Trực giác, cái này đồ vật không đáng tin cậy, mặc dù thái âm chi thể hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, nhưng chỉ bằng vào trực giác đem truyền tống thần trận cho phong ấn, này bằng với là triệt để cùng bên kia phân rõ quan hệ a vạn nhất giang giật suy đoán sai lầm bên này nhưng là muốn cùng bên kia triệt để bất hòa a à, mà lại bán quái sơn người lực hiệu triệu lớn như vậy giống như đưa tin trở về bên này nhân tộc khởi nghĩa sẽ nội chiến nhân tộc triệt để đại loạn nhìn thấy lân hậu cùng ngụy thiên vương biểu lộ kha lộng ảnh cuống lên nàng đôi mắt lấp lóe một lát lạnh giọng nói ra lân hậu ngụy hoàng các ngươi ngẫm lại vì sao viêm hoàng thạch hoàng cùng ngân hoàng cũng chưa trở lại mà nho hoàng cuồng hoàng hạ vũ nhưng lại bình an trở về hơn 60 triệu quân đội không nhiều không ít còn lại hơn 2.000 vạn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đi vào thời gian dài như vậy, giống như chiến thắng đã sớm đem thiên đế cấp cứu ra. Giống như chiến bại, thời gian dài như vậy, cái này mấy ngàn vạn quân đội còn có thể bảo tồn hơn 2.000 vạn có thể sao? lân hậu cùng ngụy Thiên Vương trầm mặc, bán quái sơn người mang theo đại quân đi vào hoàn toàn chính xác có nửa tháng. Thời gian dài như thế, sự tình gì cũng có thể phát sinh, nếu như là đại bại cái này mấy ngàn vạn quân đội tuyệt đối một cái đều đi không ra. Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương nội tâm thiên nhân giao chiến, trong lúc nhất thời không nắm được chú ý, Kha Lộng ảnh phát sinh một kế, nói ra, không bằng dạng này, chúng ta phái mấy cái phong vương cấp lão giả đi thiên cô thành, sau đó đem đưa tin thần trận phong ấn. Giống như bên kia quân đội có biến, để bọn hắn trước tiên bóp nát ngọc phù cảnh báo, giống như không có vấn đề lại mở ra thần trận. Tốt kha lộng ảnh biện pháp này lân hậu có thể tiếp nhận nàng nghĩ nghĩ hạ lệnh lộng ảnh người tự mình đi an bài đi ngay tại kha ra tìm ba cái phong vương cấp lão giả đi muốn tuyệt đối trung thành rõ kha lộng ảnh lập tức xuống dưới an bài tìm được ba cái thọ nguyên sắp tới phong vương cấp loại lão giả này lúc nào cũng có thể chết đi không ràng buộc không tồn tại làm phản vấn đề là tuyệt đối trung thành ba vị lão giả truyền thống rời đi kha lộng ảnh lập tức thay mặt lân hậu hạ lệnh Đem sở hữu liên tiếp ngoại giới truyền tống thần trận đều cho phong ấn. Đồng thời bắt đầu riêng phần mình đưa tin cho tất cả trinh sát, dò xét hết thảy tình huống. Đồng thời khởi động xếp vào tại thiên cương giới bên trong trinh sát, nhìn xem tam tộc nhưng có dị động. Làm xong hết thảy về sau, Kha Lộng ảnh lại phái người đi hố trời xem xét liên hệ gian giật, lúc này mới về tới Cửu Dương thành, lẳng lặng chờ đợi đến tiếp sau phát triển. 36 vị thiên vương, Hạng Khôi, Lân Hậu, cùng thiên hồng giới tai to mặt lớn đại gia tộc tộc trưởng cùng rất nhiều thượng tướng quân, đại tướng quân đều bị triệu tập đến đây. Lần hậu đem cục diện cáo chi mọi người, đồng thời đem kha lộng ảnh bố trí công bố tại chúng, dạng này mục đích không cần nói cũng biết. Giống như bên kia có vấn đề, bên này cũng có thể một lòng đoàn kết, sẽ không bị gian tế kích động nội chiến. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, trinh sát tin tức không ngừng truyền về. Cái kia tàn quân nhanh chóng hướng thiên cô giới tới gần, minh tộc đại quân còn tại truy sát, nhân tộc bên này thỉnh thoảng phái ra quân đội ngăn cản, bọc hậu quân đội đều không ngoại lệ bị diệt sát. tầm nửa ngày sau, trinh sát truyền báo, bán quái sơn người mang theo quân đội tiến vào thiên cô giới. lân hậu bọn người đạt được đưa tin về sau, toàn bộ người đều khẩn trương lên, nhìn trong chọc kha lộng ảnh trong tay ba khối ngọc phù, còn có ba cái linh hồn ngọc giản. ầm um, ầm, um, đột nhiên, hai cái linh hồn ngọc giản đồng thời vỡ vụn, toàn bộ người sắc mặt lập tức trầm xuống. linh hồn ngọc giản vỡ vụn, kia đại biểu hai cái phong vương cấp lão giả bị giết. ầm. Um, không có qua quá lâu, Kha Lộng Ảnh trong tay một cái ngọc phù vỡ vụn, tiếp lấy còn lại một cái linh hồn ngọc giản bạo liệt, cái cuối cùng Phong Vương cấp lão giả chết đi. Ba bá bá, ngoại trừ Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương sắc mặt còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt trở nên trắng bệch. Ba khối linh hồn ngọc giản cùng một khối ngọc phù vỡ vụn, để toàn bộ đại lão đều hiểu một cái chân tướng bên kia nhân tộc quân đội, đã không còn là nhân tộc quân đội, xấu nhất cục diện xuất hiện. Nhân tộc đại quân mới vừa tiến vào thiên cô giới, hai cái phong vương cấp tựu trong nháy mắt chết đi, linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Sau đó cảnh báo ngọc phù vỡ vụn, cái cuối cùng phong vương cấp linh hồn ngọc giản vỡ vụn chết rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bán quái sơn người bọn người đi vào thiên cô giới về sau, trước tiên chém giết hai cái phong vương cấp lão giả, một cái khác lão giả bóp nát cảnh báo ngọc phù, tiếp theo bị giết. Giống như bán quái sơn người bọn người không có vấn đề, vì sao muốn vừa tiến vào thiên cô giới tựu chém giết ba cái phong vương cấp. Cho dù có sai, cho dù có nhất dù sao ba người này là kha gia người dựa theo lẽ thường sẽ chỉ cầm xuống giao cho lân hậu xử lý mà không phải đánh giết trong chớp mắt dù sao nhân tộc cường giả quá ít ba cái phong vương cấp cũng không phải tiểu nhân vật người tới lân hậu dừng một chút lập tức hạ lệnh đem tất cả mọi người truyền tống thần trận hủy đi lập tức mặc dù truyền tống thần trận bị phong ấn nhưng vạn nhất minh đế có được cường đại thần thông có thể trực tiếp truyền tống đâu lộng ảnh đưa tin cho chúng ta bên này trinh sát thống lĩnh không tiếc bất cứ giá nào đi dò xét thoáng cái bên kia quân đội phải chăng có vấn đề nếu có vấn đề trước tiên đưa tin trở về. Ngụy Hoàng, còn có chư vị, giống như có thể bảo chứng tuyệt đối trung thành trinh sát, các ngươi đều đi đưa tin xuống. Muốn hết tất cả biện pháp, xác định bên kia quân đội phải chăng bị khống chế đừng đi dò xét cường giả, chỉ dò xét quân đội. Mặt khác, tăng tốc kiến tạo đi thất giới truyền tống trận, phải nhanh một chút đem phổ thông con dân chuyển di. Còn có triệu tập trinh sát đi thiên hồng giới ngoại sở hữu bí cảnh ẩn núp, khởi động tiềm phục tại thiên cương giới tam tộc nội ứng cùng gian tế, dò xét hết thảy tình báo. Bắt đầu sở hữu quân đội tập kết tại vực chủ thành nội, thống nhất điều hành cùng quản chế, giống như phát hiện có làm phản manh mối, trực tiếp thiết huyết chân áp. Lần hậu một hơi hạ đạt rất nhiều mệnh lệnh, đại điện bên trong tất cả đại lão đều sắc mặt trang nghiêm, nội tâm nặng nề như núi, cảm giác thở không được. Nhân tộc nhất nghiêm trọng thời khắc sắp xảy ra, một kiếp này khó khăn giống như độ không qua, nhân tộc sẽ bị diệt tộc, từ nơi này trên thế giới xóa đi sinh tử tồn vong thời khắc, không ai dám chủ quan, toàn bộ như dẫm trên băng mỏng, một bước đi nhầm, chính là vực sâu vạn trường. Đúng rồi, một cái đại gia tộc tộc trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng lân hậu nhìn lại nói ra, giang giật đâu lân hoàng, giang giật ở đâu có thể mời hắn rời núi trợ giúp nhân tộc vượt qua lần này kiếp nạn. Giang giật, rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng cùng đại lão đôi mắt sáng lên, trong đầu đều hiện lên một cái thanh niên anh Tuấn gương mặt, bọn hắn rất nhiều trên mặt người cũng đều hiện lên chờ đợi ánh mắt. Trên thực tế, đối với phổ thông dân chúng tới nói giang giật là ma tinh, là ác ma, là tội ác tài trời đại ma đầu. những đại lão này bọn họ cũng đều biết giang giật bất quá là một cái tranh đoạt đế vị kẻ thất bại thôi. thành người vương hầu kẻ bại tặc, trong lịch sử đều là như thế. giang giật cũng không có cái gì quá lớn việc ác. giang giật tư liệu bọn hắn thu thập đến phi thường tinh tường. chỉ bất quá thanh đế thắng, giang giật tự nhiên là trở thành nghịch tặc, trở thành tội ác tài trời ma đầu. bọn hắn bình thường đi theo đối giang giật dùng ngòi bút làm vũ khí đến giờ khắc này, lại ngược lại nhớ tới Giang Giật. Bởi vì, Giang Giật là thiên đế truyền nhân, hắn còn có được thiên đình, có được kinh thiên thủ đoạn. Một người tàn sát hai cái giới diện, khiến cho minh tộc đại quân thối lui, có thể cùng thanh đế chống lại. Giống như giờ phút này Giang Giật có thể đứng ra tới, nhân tộc vẫn có một ít hy vọng, dù sao còn có một cái thiên đế tàn hồn đi theo Giang Giật. Ha ha, Kha lộng ảnh đùa cợt cười một tiếng, không chút nào che giấu nội tâm không nhanh, nàng không đợi lân hậu nói chuyện, Mỉa mai nói ra, giang giật sẽ không quản chúng ta, hắn cùng thiên đế ước hẹn, sẽ không nhúng tay nhân tộc sự tình. Đại gia đừng hy vọng hắn, hắn tâm, đã bị tổn thương thấu. Ai, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sắc mặt lần nữa trở nên ảm đạm xuống tới, nhau nhau đi ra ngoài riêng phần mình an bài bố trí. Giang giật không xuống núi, băng vào lân hậu cùng bọn hắn, làm sao có thể là minh đế đối thủ đâu. Trường 2059, Sinh tử tồn vong. Kha lộng ảnh là cố ý nói như vậy, lần hậu cùng Ngụy Thiên Vương cũng không nói gì thêm. Kha lộng ảnh nói như vậy có thể cho mọi người một trong đó tâm tranh lệch giá trị, dạng này giang giật vạn nhất có thể ra trợ giúp nhân tộc lúc, bọn hắn hội mang ơn, sẽ không ở ngỗ nghịch giang giật bất luận là quyết sách gì, một lòng đoàn kết kháng địch. Chỉ là, giang giật có thể trong khoảng thời gian ngắn đi ra không? Đều đã đi qua gần nửa tháng, giang giật còn chưa có đi ra, điều này nói rõ hắn gặp đại phiền toái. Cùng lần trước đi cửu âm tuyệt địa đồng dạng, ai cũng không biết hắn lúc nào có thể ra. Kha lộng ảnh cùng ngụy Thiên Vương riêng phần mình xuống dưới an bài sự tình, lân hậu tỏa chấn cửu dương thành chủ tính trung toàn cục. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì thần sắc, nội tâm ngược lại là càng ngày càng nhanh bách, cảm giác một ngày bằng một năm, hy vọng dò xét kết quả có thể lập tức xuất hiện. Tiểu nửa ngày, nửa ngày, dò xét kết quả không có truyền tới, bán quái sơn người đưa tin lại truyền tới, cuồng đế đưa tin cho cuồng ra con em, để bọn hắn chuyển giao bán quái sơn người ý chỉ để lân hậu ngụy bình bình hạng khôi lập tức đi thiên cô thành thương nghị đại sự cái này ý chỉ truyền đến để lân hậu cùng ngụy bình bình đám người tâm càng thêm nặng nề mấy phần bán quái sơn người không có bất kỳ cái gì giăn dậy chất vấn chỉ là nhàn nhạt truyền một câu để các nàng đi qua giống như không phải cũng có trước ba cái phong vương cấp lão giả chết đi lân hậu bọn người đần độn truyền tống đi qua sợ là sẽ phải lập tức đánh lén chém giết a truyền tống thần trận đã sớm phá hủy bên này hủy đi bên kia truyền tống thần trận khẳng định sẽ lập tức nổ tung bán quái sơn người không có khả năng không biết hắn lại ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng chỉ là để lân hậu bọn người đi qua truyền tống thần trận hủy đi lân hậu bọn người làm sao vượt qua việc này bán quái sơn người đều không có nâng một câu bình thường sao phi thường không bình thường lân hậu xem như không có thu được bất luận cái gì đưa tin đối với việc này bỏ mặc chờ đợi trinh sát dò xét kết quả truyền về sau ba canh giờ có hai cái dò xét kết quả tuần tự ra. Một cái là ngụy Bình Bình người, một cái là Kha Gia Trinh sát đội trưởng, bọn hắn liều chết phái người đi dò xét đại quân, dò xét kết quả lại làm cho lân hậu cùng ngụy bình, bình Bình bọn người trợn tròn mắt. Quân đội không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn liều chết phái gian tế ẩn núp tiến vào thiên cô giới, tiến vào quân doanh, phát hiện trở về quân đội không có bất cứ vấn đề gì, cùng trước kia quân đội giống nhau như đúc, là sống sờ sờ người đồng thời theo những cái kia quân sĩ ở bên trong lấy được một chút lần này chinh chiến tình báo. Không có vấn đề, lần hậu bọn người mộng, hai cái này trinh sát đội trưởng trung thành bên trên tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt không có khả năng làm phản, giống như bị ma hóa khẳng định hội trong nháy mắt tự bảo. Chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai lầm, bán quái sơn người đám người cũng không có vấn đề kia hơn 2.000 vạn đại quân không có bị ma hóa nhưng này ba cái phong vương cấp chết, còn có kia một khối cảnh báo ngọc phù vỡ vụn, lại thế nào giải thích? vấn đề rất lớn, nghi điểm nhiều lắm. Kha lộng ảnh một mực tại xem truyền về tình báo, nàng ngẩng đầu khe khẽ thở dài nói ra, căn cứ tình báo phản hồi, có mấy cái khả năng. Đệ nhất chúng ta trinh sát trong nháy mắt bị cường giả khống chế ma hóa, truyền lại trở về tin tức là giả. Đệ nhị quân đội có thể không có bị ma hóa, bởi vì căn cứ tình báo phản hồi những này quân đội một mực không có xâm nhập minh giới, đều là ở ngoại vi cùng minh tộc đại quân huyết chiến. Bán quái sơn người mang theo triều hoàng cùng thiên đế quân hướng vây khốn thanh đế minh nguyên phá vây mà đi, hấp dẫn đại bộ phận minh tộc đại quân, sở dĩ còn lại quân đội mới có thể duy trì đến. Đằng sau bán quái sơn người bọn người chạy về, bất quá thiên đế quân toàn quân bị diệt, viêm hoàng mấy người cũng không biết bóng dáng, bán quái sơn người mang theo còn sót lại hơn 2.000 vạn quân đội chạy ra minh giới. Những này là trinh sát từ trong quân đội đạt được tình báo. Giống như trinh sát không có bị ma hóa, như vậy những này quân đội có thể đều là hoàn hảo chỉ là bán quái sơn người bọn người có vấn đề thực lực bọn hắn thường đại tăng thêm minh đế thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc phổ thông quân đội cường giả dò xét không ra các nàng có vấn đề cái này rất dễ lý giải kha lộng ảnh phân tích một phen lân hậu cùng ngụy thiên vương trầm ngâm một lát cảm thấy có đạo lý ngụy thiên vương ánh mắt nhìn về phía kha lộng ảnh hỏi tiểu lộng ảnh vậy theo ngươi nói chúng ta nên làm cái gì kéo kha lộng ảnh rất lãnh tính nói ra đưa tin cho bán quái sơn người liền nói thiên hồng giới xuất hiện đại quy mô làm phản có rất nhiều minh vương ẩn núp vào đây. Sở dĩ các người quyết định đem nhân tộc cùng đại quân di chuyển trở về, vững chắc hậu phương. Trước đó không lâu, gian tế bạo động đem sở hữu truyền tống thần trận hủy, các người không có cách nào truyền tống đi qua, để bọn hắn toàn bộ rút lui trở về. Diệu A, à, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, nhau nhau gọi tốt, kha lộng ảnh mấy câu không chỉ có bản thân giải thích một phen, còn có thể đem bóng ra đá cho đối phương, xem bán quái sơn người phản ứng. Truyền tống thần trận bị hủy, bọn hắn không cách nào truyền tống đi qua, bán quái sơn người bọn người hoặc là rút lui trở về, hoặc là tiếp tục giữ gìn thiên cô giới. Bất luận là như thế nào lựa chọn, bọn hắn đều sẽ lộ ra sơ hở, bên này cũng có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là, lần hậu đưa ra một cái vấn đề khác, nàng nhíu mày nói ra, giống như kia hơn 2.000 vạn quân đội hoàn toàn chính xác không có bị minh tộc ma hóa đâu những này quân đội bỏ mặc không quan tâm, kia rất có thể toàn bộ ngã xuống A, đây chính là hơn 2.000 vạn quân đội A chúng ta không quản được. Kha lộng ảnh khe khẽ thở dài nói, giống như bán quái sơn người bọn người không có vấn đề, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo tồn những này quân đội cùng tự thân tính mệnh. Dù sao bọn hắn lần này đã nghĩ cách cứu viện thất bại, thiên đế sẽ không còn nghĩ cách cứu viện có thể, chỉ có thể dựa vào thiên đế chính mình. Giống như bán quái sơn người có vấn đề, truyền tống thần trận đều đã hủy đi, chúng ta muốn cứu những quân đội kia cũng cứu không được. Tốt ha, lần hậu vô lực khoát tay áo nói, lộng ảnh, người đi đưa tin đi chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến tử thủ thiên hồng giới chờ bán quái sơn người đến tiếp sau cử động còn có một việc kha lộng ảnh trong mắt lóe lên một tia lãnh quang nàng trầm giọng nói ra cuồng ra đao ra viêm ra các loại chờ gia tộc ta cho rằng có cần phải dám thị thoáng cái vạn nhất bán quái sơn người cuồng đế bên kia đưa tin trở về bên này bí mật phá hư rất dễ dàng náo ra đại sự không sai ngụy thiên vương đứng dậy gật đầu nói được những chuyện này ta đi an bài đi thiên hồng giới tuyệt đúng không có thể loạn, đây là chúng ta sau cùng hy vọng, nội bộ một khi loạn, chúng ta tự không chiến mà chết. Chờ chút, lân hậu mở miệng bàn giao nói, thiên hồng giới hoàn toàn chính xác không thể loạn, ngụy hoàng, ta cảm thấy đem toàn bộ đại lục quân đội đều triệu tập đến cửu dương thành phụ cật, đại gia tộc cũng đều triệu tập đến cửu dương thành dàn xếp, lẫn nhau dám thì thuận tiện khống chế, người cảm thấy thế nào đâu. Có thể... Cửu Dương Thành bên trong bình dân gia quyến đã sớm truyền tống đi bảy cái tiểu thiên thế giới, dàn xếp những cái kia đại gia tộc tộc trưởng cường giả ngược lại là đơn giản. Đem quân đội toàn bộ triệu tập tới cũng dễ dàng dàn xếp, cửu dương cốc bên trong an trí vài ức đại quân đều không phải là vấn đề, toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, dạng này có thể thống nhất điều hành, lẫn nhau giám thị. Nếu có người không phục, lân hậu đằng sau bổ sung một câu, ngữ khí trở nên đằng đằng sát khí, các ngươi nói thẳng đó là mệnh lệnh của ta, dám can đảm kháng mệnh giết chết bất luận tội. Nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nhược tâm nghi ngờ hai lòng, cũng không có để lại cần thiết. Cắt cắt chương 2060, toàn dân giai binh. Đến tiếp sau trinh sát đưa tin liên tục không ngừng chuyển đến, rất nhiều trinh sát đều chứng minh quân đội hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Một cái kha gia đỉnh cấp trinh sát ẩn núp tới gần trong đại quân, thành công có liên lạc kha gia mấy cái thống lĩnh sĩ quan, xác định quân đội thuần khiết tính. Mặc dù nhìn quân đội không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lân hậu cùng ngụy Thiên Vương bọn người vẫn là không dám đơn giản tin tưởng dù sao minh đế thủ đoạn thông thiên, giống như hắn khống chế toàn quân, cũng không có ma hóa bọn hắn, sở hữu quân đội cũng không thể tin tưởng. Bán quái sơn người chỉ là qua 10 cái canh giờ tổ đưa tin, nói bọn hắn lần này nghĩ cách cứu viện thiên đế thất bại, bọn hắn chuẩn bị mang theo đại quân trở lại thiên hồng giới, đến lúc đó sẽ cùng nhau sau khi thương nghị mặt làm sao bây giờ. Truyền tống thần trận chữa trị quá chậm, nhưng đại quân cưới hỗn độn thần chu trở về chậm hơn, ít nhất cần thời gian mấy tháng, nhiều như vậy đại quân cũng không phải chỉ có mấy cái phong đế cấp a sở dĩ bán quái sơn người quả quyết mang theo đại quân bay ra thiên cô giới một bên hướng thiên tượng giới bay đi đồng thời phái người trước một bước đi thiên tượng giới chữa trị bên kia truyền tống thần trận hai bút cùng vẽ dạng này có thể tránh khỏi minh tộc đại quân tiến công bảo tồn nhân tộc sinh lực lân hậu nằm vùng trinh sát trên đường đi đều có thể dò xét đến nhân tộc đại quân hành tích bán quái sơn người không có đánh giết lân hậu nằm vùng trinh sát ngược lại điều động trinh sát cho ẩn núp trinh sát hạ lệnh, để bọn hắn đi theo rút lui đi thiên tượng giới. Hết thảy hết thầy nhìn đều không thể bình thường hơn được, bất quá ba cái kia phong vương cấp chết, khối kia cảnh báo ngọc phù vỡ vụn, để lân hậu ngụy thiên vương hạng khôi bọn người nội tâm nhiều một cây gai, tăng thêm cửu dương thiên đế cùng giang giật, mọi người thấy thế nào bán quái sơn người đều có vấn đề. Tại thiên tượng giới đưa tin muốn bên này chữa trị truyền tống thần trận lúc, lân hậu quả quyết cự tuyệt nàng đưa tin nói thiên hồng dưới giờ phút này phát sinh mấy lần làm